sau tách ra chứ có gì đâu mà. Alo. Em đi bút pen cho đó chị. Hồng Văn Nguyễn à, vàng xanh à, vàng Trần Yếu à. Cả mớ vàng, cả mớ xanh luôn. Văn Anh Nguyễn à, rồi ok để chị. Hồng Văn Nguyễn, rồi ok chị. Rồi Hồng Văn Nguyễn, cho mượn cái điện thoại đó đi chị. Phát, à, tin trang cá nhân là như lên được rồi, phát được rồi. Hết việc quá rồi. Mừng quá. Lai cả được trang cá nhân rồi. Cho mẹ là điện thoại. Quá ngày đây rồi. Chị Hồng Văn Nguyễn. Rồi chị nào thấy Nguyên rồi tương tác lên luôn dùng Nguyên với nha. Chị kiểm tra trong tin nhắn này. Chấm lên thử bị ảnh comment không chị em mình ơi. Hello chị Kim Loan nha. Hello Diệu Trâm Trần, chia sẻ lên luôn dùm em. Chị Đào Mỹ thấy rồi nè. Ai thấy Nguyên rồi tương tác lên nha. Quý vị ơi là quý vị ơi. Ai thấy Nguyên rồi chấm lên nha. Như là gần cả tuần. Hello chị Văn Anh nè. Cả tuần rồi mới like được lên trang cá nhân đấy. Nhưng mà hy vọng là không bị ẩn comment. Hy vọng là không bị ẩn comment nha. Vô vô bà con ơi. Giống như mấy bà đi 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 buôn ấy. Được không hiểu? Chị em mình xem cái like của Nguyên trên trên trang cá nhân chấm chấm lên thử nhá, bị ảnh comment không? Đưa đăng Nguyên mở cho Nguyên. Để máy tính đây mở cho Nguyên. Hello chị Trang Thùy nha. Hôm nay chị chưa vô ấy. Hello Trang Thùy, hello BOSN và hello chị Phương Lê nha. Nhưng trang cá nhân có bị ẩn không trời? Cái trên hội là bị ẩn rồi đấy, trên hội là thấy ấy rồi đấy. Lên với chị em mình ơi. Lên Lanh hả? Rồi ok, thích cái gì có cái đấy. Nhưng mà Lanh đã soạn chưa ấy? Còn không? Còn Lanh không cho lên luôn đi. Còn không? Qua đặt nó. Đấy, thì đây. Ai chưa có Lanh thì lên Lanh nó luôn này. Chứ còn cái điện. Ồ, nó lại lai cái điện thoại nó mất tiêu rồi. Hết rồi. Tắt cái like trên hội đi. Tắt cái like trên hội tạm thì tắt cái like trên hội đi. Có chị ơi, có nha. Chị nào xem cái like trên hội vô trang cá nhân luôn dùng nguyên này. Ở bên này nó bị ẩn comment trên hội này đọc không được mất không. Thì tới là like trên hội.
lên xíu nè. Cái gì cũng có, áo thun thái cũng có, lanh cũng có, lanh còn thì bỏ lên luôn dùng nguyên thì. Lanh còn bỏ lên luôn dùng nguyên. Chị em mình chia sẻ dùng nguyên nha. Mình chia sẻ. Tối. Hồi tối định định lập cái Facebook khác, cái là cái giờ nó mở rồi, like được rồi. Còn bao nhiêu lanh trong lên luôn đấy. Không, giờ em không có quần đuổi dài nhá. Dạ không có. Có quần công sở, dạ có quần công sở. Có quần đuổi, có bộ lanh. Em còn ít bộ lanh nè. Lanh xỏ hết chưa? Chị nào chưa có? Bà lúc này gọi điện là bà gì đó? Văn chi hề? Văn chưa quên mất tiêu rồi. Văn Anh. Phải không ta? Phải. Ừ. Chị Văn Anh như có rồi. Màu xanh có màu gì rồi, ok lên luôn nhé chị em mình ơi, lên luôn nha, chấm tương tác lên luôn dùng nguyên chị em mình ơi. Chị nào chưa có thì chị em mình hẳn vô hẳn trên like đặt luôn cho nó khỏe nhé. Có chưa, này có cả lên thun thái nè, lanh nè, cái gì cũng có hết đấy. Thì chị em mình chia sẻ lên nhé, dẫn comment. Yêu vẫn chưa lên hời. À, cho lên lanh đi. Bao nhiêu có cái nải gấu cho lên luôn. Sập xanh, nó chỉ chọn màu khác đi. Nó chọn màu khác. Piu vẫn lên thôi, chậm quá. Chị em mình thấy không chị em mình ơi? Piu vẫn lên chậm, rất là chậm, cả hai máy lên rất là chậm. Mỗi máy có hai máy Piu à. Cho Ngân lên cái gì bán tặng trước đi. À cho Ngô tháng hai bộ. Cho máy tặng bộ mẹ. Tặng bộ mẹ, lên tặng đi. Không, bộ mẹ kia. Rồi lên luôn dùng nguyên mã này, mã tặng trước nè. Cái này giá bán tặng nên là Nguyên sẽ chốt cho chị nào chia sẻ nhé. Cái này có hai size, ăn cho Nguyên hai size. L biết L thôi. ML à, ML. ML. ML nhưng mà hôm này đến 60 kg vẫn ok. Bộ này là bộ trung niên nha chị em mình ơi. Bộ trung niên nhá. Hàng này cũng sẽ lên bán tặng luôn cho chị em mình luôn nè. Chưa lên chậm thế. Bộ trung niên và size 60 vẫn ok. Hai size ML 55 kg quay đầu chị em mình lấy size M. Và 60 kg quay đầu là lấy size L dùng nguyên nhé. Comment mã này là mã tặng. Mã trung niên đi, chốt mã trung niên, bộ này là bộ thun nhé. Bộ thun in hoa 3D, chập lên màu chi rồi chị chọn luôn, còn màu vàng để chị rồi ok nha. Để chị Hồng Văn Nguyễn thêm cái bộ màu vàng đấy, rồi xíu chị chọn màu khác. Rồi lên luôn những mã này, mã tặng trước. Giá này đúng giá bán tặng, mình sẽ chốt cho chị nào chia sẻ nha. Comment mã này là mã tặng bộ mẹ, lên luôn dùng mã này là mã bộ hồng đi. Comment mã tặng bộ mẹ dùng nguyên nhá. Giá này giá bán tặng, nhưng mà chị em trung tuổi vẫn mang được những cái bộ này rồi. Size 55kg quay đầu, lên luôn dùng size M và size 60kg quay đầu, lấy size L luôn dùng nguyên. Comment mã này là mã tặng, bán tặng nên là sẽ chốt cho chị đang chia sẻ nhé. Lên luôn dùng mã này, comment mã này là mã tặng mấy. Chốt mã tặng 39.000. Hai size nhá. Trẻ mình nếu như không biết mang size nào ấy thì lên luôn dùng nguyên cái số ký. Bộ này là bộ thun nha trẻ mình ơi. Đúng giá bán tặng luôn. Chốt mã này lên cho mã tặng 39k. Lên lâu chưa mà giờ mới thấy thông báo. Chị ở bên này Facebook của Nên nó thật cười lắm. Em lên cả 15 phút rồi đấy. Mà giờ mới bắt đầu lên hàng này. Lên cả 15 phút rồi nhưng mà giờ mới bắt đầu lên hàng. Comment mã này là mã tặng 39k hai size.
Size M 55 kg đổ về và size L là size 60 kg đổ về cho cái bộ này. Chốt mã tặng 39k luôn giờ Nguyên nhá. Chưa bao giờ có giá này luôn, trời em mình tranh thủ nha. Có ít mã màu mã hồng này, có rất là ít, chị nào lấy cái này lên cho mã hồng 39k kèm luôn giờ Nguyên nhá. Size L cho chị Bùi Thu Thủy. Size L cho chị Bùi Thu Thủy. Ok nè. Chị Kiều Dung Nguyễn này không chia sẻ. Kiều Dung Nguyễn không chia sẻ. Chốt mã tặng 39 luôn giờ Nguyên kèm size. Cho chị Phương Lê size L. Phương Lê size L. Phương Lê size L. Phương Lê size L. Khuyên Phạm size M. Khuyên Phạm M. Hồ Ninh không chia sẻ. Khuyên Phạm M. 39.000. Hai size chị ơi, hai size nhá. À, chị Khuyên Phạm có rồi. Chị Bùi Thu Thủy, Bùi Thu Thủy có rồi đúng không? Bùi Thu Thủy có rồi. Hai size thôi. Hai size nhé, phải dùng cái điện thoại khác, cái nhìn lên màn hình là không thấy cái gì luôn rồi. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay luôn, những mã này là mã tặng mẹ luôn Dùng Nguyên. Đây chị ơi nha, chị em mình coi like, chị em mình coi kỹ. Nhờ chị em mình nói nhà sách, quay cái này coi, quay cái kia coi. Mệt luôn. Chốt mã này lên luôn Dùng Nguyên, mã này là mã tặng 39k giá bán tặng của chị, chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Hai size nhá, bộ thun luôn Dùng Nguyên. Chị Khuyên Phạm có rồi chị ơi, Khuyên Phạm có rồi 39k. Hai size ML. Mời cho chị Hồ Ninh. Mời cho chị Hồ Ninh. Chị Kiều, Kiều Dung Nguyễn chị chưa chia sẻ mà, nó chưa hiện người chia sẻ đâu. Chưa hiện người chia sẻ. Chị Khuyên Phạm là có rồi, cho lên thêm màu nữa. Cho lên thêm màu nữa. Cho lên thêm màu xanh nữa. Lên màu tím đi, màu tím đi. Màu tím đi cho nó đẹp. Cho màu tím. Ờ, xanh cũng đẹp. Toàn bộ ba bộ này là bao xanh luôn. Chốt mã này lên chốt mã tím hoặc xanh phát luôn mỗi hai bộ hai màu. Ok, bích trăm hình. Cho chị bích trăm hình hai bộ hai màu. Size gì đó chị ơi? Size gì em bán tặng nha. Chị chốt cho chị nào chia sẻ. Tôi nói bộ lanh này. Không phải lanh, bộ này là bộ thun. Nè, sang chưa? Trung tuổi nha. Chị em mình mua về tặng mẹ. Bộ này là bộ trung tuổi. Nè, quần là dạng quần sung như thế này. Bộ thun nha chị em mà nó chốt mã này lên chốt mã tặng tím và tặng xanh. Tặng tím, tặng xanh, tặng đỏ. Phải thun nhá chị ơi, chị Kim Loan ơi. Sang chưa? Giá này giá bán tặng thôi, nên là sẽ chốt cho chị nào chia sẻ. Chị nào lấy cái này lên chung mã tím. Mã tím nhá cho chị Bích Trâm Huỳnh, lấy CM. Hai bộ hai màu. Cho chị Hồ Ninh hai bộ hai màu. Chị Diệu Trâm Trần chia sẻ nhá. Chị cô chủ nhỏ chia sẻ lên luôn giùm em. Hai size 5 bộ cho chị cô chủ nhỏ. Hai size 5 bộ cho chị cô chủ nhỏ. Chị Hương Nguyễn chia sẻ lên luôn giùm em nhé. Xanh CM cho chị Việt. Xanh CM cho chị Việt. Xanh CM cho chị Việt. Thay lộn xộn. Bắt cái chỉ lộn xộn. Xanh CM cho chị Việt. Tím CL cho chị Bùi Thu Thủy. Tím L cho Bùi Thu Thủy. Đỏ à. Đỏ cho chị Khuyên Phạm. Bộ này là màu tím nha. Còn màu đỏ lên luôn cho trẻ mình lên nè. Đỏ lên cho trẻ mình luôn. Cho chị Bùi Thu Thủy nè. Đưa lên chậm thế. Bùi Thu Thủy CL chưa? Bùi Thu Thủy CL. Áo Nguyên đang mang từ từ chị Lê Nguyễn ơi. Lên từng mã chứ. Tím CL cho chị Việt. Cắt hẳn luôn cái dây ra miệng. Đấy. Tím có CL à? Tím có M thôi chị ơi. Đó đó chị em mình nè. Từ từ lên từng mã với chị em mình cứ coi cái dục cái này cái kia. Tím CM cho chị Hiếu Nguyễn. Hiếu Nguyễn này, Hiếu Nguyễn quen. Hiếu Nguyễn quen, đỏ này. Trời ơi. Bán cái gì là 39.000 chị em mình. Chỉ là bán lấy tương tác thôi. Nên là chị em mình cố gắng mỗi chị em mình vào xem like, chia sẻ lên luôn Dùng Nguyên nhá. Tím có CL rồi chị Việt ơi. Tím có CL nha. Chị tím với đỏ cho chị Hồng Văn Nguyễn. Tím với đỏ cho chị Hồng Văn Nguyễn. CM ấy, cho chị Hồng Văn Nguyễn. Trời ơi, bộ này là bộ thun nhá. Bộ này bộ người lớn hay bộ này bộ trung tuổi đó chị ơi, bộ trung tuổi. Không chị ơi, M, M, L thôi hai size. Nhưng mà riêng cái size M ấy, chị em mình 55kg vẫn mang ok, size L nó to lắm. Hàng này hàng thun nó giảm nhiều, chị em mình nhìn cầm cái size nhỏ này. Hay chị em mình nghĩ yên tâm nhá. Cho chị không có 2XL đâu chị, hỏi chút ơi. Cho chị Khuyên Phạm với tím với đỏ size M. Thêm đỏ cho chị thôi, nãy như có tím rồi. Đúng không? Chưa. Rồi ok, chị Khuyên Phạm luôn. Ghi đi, ghi đi. Cho chị Thủy Na Huỳnh. Cây màu luôn Dùng Nguyên nhé, chị Thủy Na Huỳnh ơi, em có 2XL để chị hỏi chút nha. Từ từ chờ em xíu, Thủy Na Huỳnh màu xanh, Thủy Na Huỳnh màu xanh. Ừ, xanh mờ. Ok.
Trời ơi, thun thì trẻ mình lo gì không mà giống ai thun lành ấy. Phun mà trẻ mình lo gì không ăn mát. TL là mang ok nhá chị Kim Loan ơi. 39.000 giờ là giá bán tặng thôi. Là giá bán tặng cái gì dịu trăm trần chia sẻ lên luôn giùm em TL. Không có tím chị ơi. Tím không có nha. Size M màu tím cho chị sái Gia Linh. Năm đồ đùi từ từ chờ em xíu em đang like rồi. Hồng Văn Lê có quần dạ em không có chị ơi, đưa lên chậm thế. Chốt mã này lên luôn dùng bị. Xanh size M cho chị Thúy Trinh nặng. Xanh M cho Thúy Trinh nặng lên lên cho em cái màu. Xanh M Thúy Trinh nặng. Tím mà tím không có size to rồi chị ơi, tím chỉ có mỗi size nhỏ thôi. Đỏ luôn dùng nguyên nè, 39k đỏ nè. 39k tím nè. Trời ơi. 39k tím để mang vô cho thấy đi làm xui luôn. Mang vô chị em mình nhìn cái phone đang đang sỏ cho chị em mình là size nhỏ nhá. Mang vô cho chị em mình nhìn cái phone này. Đang cầm là cái size M chị em mình nhìn. Mang qua đi làm xui luôn nè. Đấy, được chưa? Sang chưa? Đấy, tranh thủ phát cái này mà tặng mẹ bộ này bộ trung trung tuổi nhá. Size M là 55 kg đổ về là chút đẹp. Đây tím của Nguyên, tím size M cho chị Thủy Na Quỳnh. Tím size M cho Thủy Na Quỳnh, màu riêng màu tím này chỉ có mỗi size nhỏ thôi nha. À xanh size L cho chị Việt, xanh size L cho chị Việt. Phạm Hương ơi lên cho Nguyên. Tím cho Phạm Hương, xanh size L cho chị Việt, tím cho Phạm Hương. Tím cho Phạm Hương đây nè. Nguyên mang đang ấy cái này là size nhỏ, mang cái này vô đi chuẩn bị đi làm xui luôn đây. Chị nào lấy cái này chốt bộ này bộ trung tuổi nhá. Đây là màu tím, đang mang là size nhỏ đấy. Riêng cái size L là đến 60 kg vẫn mang ok. Từ từ em lên nha, chờ em cứ siêu từng mã chứ còn chị em mình cứ đang like mã này chị em mình cứ dục mã kia là thấy mệt lắm luôn. Cái gì cũng có hết nhưng từ từ với chị em mình ơi. Nhá, tím không có 60 nhá. Tím size L không có, xanh size L cho chị Kim Phụng Nguyễn. Xanh L riêng size tiệm màu tím chỉ có mỗi size M thôi. Nhá, màu tím màu có mỗi size 55 kg quay đầu thôi. Rồi tím size M cho chị Kim Loan. Tím M cho Kim Loan xanh đây nè. Xanh đây chị nào lấy xanh chút xanh luôn dùng nguyên. Cố gắng chia sẻ lên luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Đây em xỏ luôn cho chị em mình thử bộ xanh này. Bộ này là bộ thun nhá. Xanh size L luôn cho chị Kim Loan. Xanh L cho Kim Loan. Tím là Nguyên có mỗi size M thôi đây chị em mình nhìn. Nguyên đang mang là mang size M đấy. Bộ này là bộ trung tuổi nha, bộ trung niên ấy. Rồi lên luôn dùng xanh. Xanh này có hai size. Xanh, đỏ, tím và màu đầu tiên là màu hồng. Cho chị nào chưa có chốt đây nè. Form này. Form này. Chốt xanh này. Tím xanh cho chị Trường Phạm size M. Tím xanh Trường Phạm CM. Ok chị này. Tím xanh quần sinh nhiệt cho chị chưa à, Thanh Mai Nguyễn à. Thanh Mai Nguyễn chị lấy quần sinh nhiệt size chi đó. Để em ghi lại rồi chiều sọ nha. Rồi ok nè à, xanh CL cho Thúy Ngân. Xanh CL Thúy Ngân. Xanh CL Phạm Hương. Thun chị ơi. Thun nhá. Xanh CL Phạm Hương. Xanh CL cho Bùi Thu Thủy. Xanh CL cho Bùi Thu Thủy. Tiếp lên Bùi chia sẻ lên luôn giùm em chị ơi à, cho Hoàng Thúy xanh CL còn không? Hoàng Thúy xanh CL ok. Tôi nói 39k mà không mua thì tiếp thôi à, cho chị Nguyễn Thị Bích Thiệp xanh CM. Cho chị cô chủ nhỏ đủ màu đủ size. Đủ màu đủ size là 4 màu lấy cho chị 8 bộ ấy. 4 màu là 8 bộ. Ok. Xanh CL cho chị Tuyết Nga. Xanh L cho Tuyết Nga. Xanh M cho Hiếu Nguyễn. Ok chị cô chủ nhỏ đây nha. Ok chị cô chủ nhỏ để hết đấy. Rồi lên luôn cho chị em mình màu đầu tiên này. Cái màu đầu tiên đâu để Nguyên xỏ vô là chị em mình thấy được cái phương. Cái màu đầu tiên xay nhỏ đi cho Nguyên. Đây này, màu đầu tiên nè, chị ơi 39.000. À đây khỏi cần mở ra. 39.000. Lên luôn những mã này là mã hồng 39. Hai size nhá, cho chị Tuyết Linh Bùi. Tuyết Linh Bùi là tím với xanh CM. Chị Trần Nga chia sẻ nha, Diễm Võ chia sẻ đây nhá, bán tặng mà. Chia sẻ lên luôn dùng nguyên. Bộ này là bộ thun nhá. Bèo nhắc thôi. Chị em mình ở mua chợ quê thôi, bèo nhắc là 60-70.000 bộ. Thật sự luôn. Mua bèo nhắc mà chợ quê là 60-70.000 bộ. Đấy, về mua về cho mẹ về trời hè này mang cho nó sướng, thay qua thay về mua 5-7 bộ về mang cho nó sướng người ra. Đấy, chặt nhẹ người. 39.000 mắc chi phải mua mang những cái bộ cũ đúng không? Đấy, rồi đây nè. Lên luôn những mã này là mã màu này cũng đẹp, màu này sang. Màu này sang, hồng xây lờ cho chị Nguyễn Hiền Lư. Hồng lờ Nguyễn Hiền Lư. Hồng lờ Nguyễn Hiền Lư. Ok nè. Lên luôn những mã này là mã hồng dùng nguyên nhé. Hồng dùng nguyên nè. Ok rồi nè. Chị Nguyễn Minh ơi chia sẻ luôn dùm em nè. Hồng lờ cho Phạm Hương nè. Hồng lờ cho Phạm Hương nè. Hồng lờ cho Phạm Hương.
không lơ cho Phạm Hương này, không mơ lơ cho chị Việt này. Đấy, không mơ lơ cho chị Việt này. Chị Hồ Ninh ơi, lên lại cho em cái size này, hai size ML thôi. Đồ trung tuổi á chị ơi. Hồng CL cho chị Hoàng Thúy. Hồng CL cho chị Hoàng Thúy. Thấy chị Việt rồi. À, chị Mỹ Linh chia sẻ đã nha. Hồng CL cho chị Phạm Huyền Châu. Phạm Huyền Châu 60kg đổ về chị ơi, Huyền Châu. Hồng CL cho Nguyên Minh. Hồng CL cho Nguyên Minh. Ở đâu không thấy. Hồng CL cho Thúy Ngân. Hồng L cho Thúy Ngân. Chị ơi 69, ô quên lộn, 39.000. Chị ơi chốt chuẩn nha. Hàng lẻ lẻ như này chị em mình đổi mất công lắm. Xanh hồng tím CL. Tím không có CL nha chị Trần Nga ơi. Lấy xanh hồng cho chị Trần Nga. CL viết lên bùi hồi nãy có rồi đúng không? Rồi ok, qua cái màu này đi. Cho chị Thanh Mai Nguyễn 4 bộ size M. 4 bộ size M. Thanh Mai Nguyễn 4 bộ size M. Rồi màu đỏ này. Thanh Mai Nguyễn 4 bộ size M. 4 bộ size M. Chị Nguyễn Hải Á chia sẻ lên luôn giùm em đã. 39.000 bộ này tính nó quá rẻ rồi. Thật sự luôn. Người trung trung tuổi thì thích mang cái quần hơi hơi rộng rộng, áo hơi rộng rộng như thế này thì chị Nguyễn. Thế. Hồng M cho chị Nguyễn. Rồi nè, Hiếu Nguyễn Hồng M này. Tuyết Linh Bùi có rồi đúng không? Ừ. Tuyết Linh Bùi có rồi. Ok, chị Tuyết Linh Bùi có rồi, chị Tuyết Linh Bùi ơi. Có rồi nhá. 39.000. Thanh Mang Nguyễn có rồi đúng không? 39.000 chị em mình tranh thủ. Rồi lên luôn dương mặt đỏ. Phải lại à, phải quên không vậy? Phải thun chị ơi. Hồng chị Kim Phụng Nguyễn ơi, CL. Hồng CL cho chị Kim Phụng Nguyễn. Cho Diễu Nguyễn và Rồ này, hai bộ hai màu. 65kg không vừa. Phải vậy vậy thun chợ thun nhá. Đẹp trẻ mà nhìn sang không? Sang không? Mang cái bộ này chuẩn bị đi làm xui luôn nè. Diệp Nguyễn Hoàng Rồ hai bộ hai màu. CL ấy. CL hai bộ hai màu. Xanh hồng kèm sai. Lan có chị ơi, lan có. Bộ này là bộ thun nhá. Bộ này là bộ thun, bộ trung tuổi. Thấy chị Kim Phụng Nguyễn rồi đây. Rồi lên luôn những mã này là mã đỏ 39, 39k không ngại gì chị em mình không mua ấy. Nguyễn không bán 139.000 đâu. Bán 39.000, bán tặng cho chị em mình luôn. Chốt cho chị nào chia sẻ nhé. Nguyễn đang mang hai lớp này. Hồng CM còn không? Hồng CM cho Thủy Na Quỳnh. Thủy Na Quỳnh 39.000 nha, 39.000. Thủy Na Quỳnh có rồi. Rồi chị nào chưa có, riêng một tiếng không có CL nhá. Mà Nguyễn đang cầm là màu đỏ, chị nào lấy đỏ xúc đỏ luôn dùng 39. Hả? Đỏ cũng có CM thôi. Đẹp chưa? Chị nào lấy đỏ chút đỏ luôn dùng nguyên nhá. Qua mã. Qua mã nha. Lên luôn cho chị em mình thông thái. À, có màu gì cho người 58? 58 hiện tại là chỉ có màu hồng và màu xanh. Hồng và xanh. Thấy xanh luôn à? Còn mũi hồng thôi chị ơi. Còn mũi hồng thôi nhá. Bộ này là bộ thun nha chị em mình ơi. Tranh thủ lên nhá. À, em hai bộ xanh và bông hồng. Xanh với hồng còn xây lợ. Hết rồi chị ơi. Hết rồi nha. Gửi kèm 4 cái quần sinh nhiệt. Ok chị Thanh Mai Nguyễn. Ok chị Thanh Mai Nguyễn nhá. Rồi Nguyên qua. Qua luôn cho chị em mình áo thun thái nè. Rồi bộ lanh nắp nè. Ôi trời ơi. Chị Thanh Mai Nguyễn được được mấy bộ? 3 bộ nhá. Có đủ size nhá. 50 có chị ơi. Còn xanh nhá chị Quách Anh ơi. Còn xanh nha. Còn xanh mà. Ok đỏ xanh L có không mấy? Không có đỏ CL hiện tại, CL còn màu CL hiện tại Nguyễn còn mỗi màu này nè, chị em mình này để ý luôn dùng Nguyễn thề. Đây này Nguyễn còn mỗi màu này thôi. Chị nào lấy hồng chút hồng luôn dùng Nguyễn. Rồi, lên luôn cho chị em mình lan sắc nách luôn, xong lên chị em mình thun thái nha. Nhanh tay nha chị em mình ơi, thun thái như còn có 70 cái. Hay lên thun thái trước. Còn cái nào CL cho chị Trần Thị Thu Thị cái. CL còn màu hồng. Bỏ chỉ màu hồng đi, ok màu hồng hề. Nguyễn Trung ơi chia sẻ nhá, chiều ba em chị ghé lái đem về quê cho má chị luôn. Ok chị ơi, ok nhá, bỏ riêng, em bỏ riêng. Rồi lan sắc nách nè, chia sẻ mạnh tay lên luôn dùng Nguyên. Hồng CL chị Diễn Nguyễn có rồi. Hồng CL cho chị Diệu Trâm Trần luôn. Ok chị Diệu Trâm Trần. Rồi lên luôn cho chị em mình bộ lan. Trời lan sắc nách em còn rất là ít, chị nào chưa chốt được thì tranh thủ chốt nha.
Ok chị Thúy Hà Ngô chốt luôn hẳn trên like luôn đây, em lên đây nè. Chốt luôn hẳn trên like nhé, em còn ít lắm. Hồng CL rồi nhé. Lên Thung Thái, ok lên Thung Thái luôn. À, thun bộ L Nguyên mới đưa. Chị Thu Thảo ơi chia sẻ đã. Em bán 39.000 vậy em ạ. À. Mà không chia sẻ cho Nguyên thì thôi, không chốt nha. Bỏ qua nha. Rồi lên luôn này. Em á hả? À, em lại bán ở nhà. Em bán ở nhà, thường á là chị em mình buổi tối là tầm 7:30 là đừng lên nữa. Từ giờ đó Nguyên chuẩn bị like rồi. Chia sẻ công khai lên chứ. Không công khai nó đâu có hiện người chia sẻ đâu. Thun bộ bát cai không em? Giờ em không chở. Đan sát nát á, quỳnh cun à. Hơi rộng xíu. Cái này từ 40-60 đều mang được hết. Nguyên còn mỗi thứ còn cầm khoảng chục bộ nữa là hết. Không có nhiều đâu. Nên là chị em mình tranh thủ. Rồi lên chân mã này, mã Gucci, mã GC luôn dùng Nguyên. 49.000. Từ 40-60 là chị em mang ok. Nhiều chị chốt không được cái mã này. Chị ơi chị bấm chỉnh chế độ lại. Chia sẻ bài viết xong chỉnh chế độ lại luôn giùm em. Rồi lên luôn dùng Nguyên cái mã này. Hình như là trang cá nhân ít bị ẩn comment không. Còn trên bát hình như là bị ẩn comment hết. Đi đâu trẻ mình mua bộ lanh này. Nhiều người là bảo là nó bán cái lanh chi mà 49.000. Sợ rẻ quá. Sợ rẻ quá không ấy. Xong cái nhận hàng về cái là phát. Như chị Thu Hà Ngô cũng phải là mười mấy bộ rồi nè. Hey, Thúy Hà Ngô này là mười mấy bộ lanh rồi. Hồi nãy chị cũng hỏi là Gucci cho chị Diệu trăm trần 40-60 vậy mà ok. Không có lanh chiều 49.000 nó quá là rẻ đi. Chút mã Gucci 49 luôn dùng Nguyên nhá. Lanh là lanh sắc nách nè. Đây chị em mà nhanh tay nè. Mỗi thứ nó còn rất là ít. Bộ này dễ mang đúng không. Như chị thấy hàng ngôn với mười mấy bộ rồi. Đấy hai đợt là chị lấy mười mấy bộ rồi. Hôm nay vẫn đặt thêm. Vì nó quá rẻ đi. Nó rất là dễ mang. Đấy chị nào cho chị Linh lên Bô SN 10 bộ rồi nè. Đồ đẹp rẻ mang mát. Rồi em cảm ơn chị Thúy Hà Ngô này. Cho chị Linh Lê bộ này. Bố SN cũng mấy bộ thiệt. Bố SN cũng gần cũng như chục bộ rồi. Mang bị nghiện. Chị Loan Phan này. Loan Phan chia sẻ lên luôn giùm em nhé. Chào em xíu chị ơi. Lên luôn những mã này là mã Gucci này. Cho chị Trang Phan này. Trang Phan này. Cho chị Ngọc My này. Diệu Trăm Trần có chưa ta? Diệu Trăm Trần có rồi đúng không? Chị Võ Trúc Liên chia sẻ lên luôn giùm em này. Lấy hai mẫu khác nhau à. Từ từ chờ em xíu. Cho chị Văn Võ này 49.000 này. Loan Phan Văn Võ chia sẻ lên dùng Nguyên nhá. Lấy hai mẫu khác nhau từ từ chờ em xíu. Còn chị ơi, em đang lên đây này chị em mình tranh thủ. Cho chị Phương Lê bộ đã này. Phương Lê bộ này. Rồi còn bộ này nữa. Trúc Thiên Quỳnh. Thiên Na Quỳnh à. Rồi ok hết bộ này. Hết bộ này. Bộ trung tuổi thì chờ Nguyên xíu xíu nhá. Cho lên màu khác cho cái cặp à lên Chanel này luôn. Từ từ các cái kia để cho cái này co comment chứ không thấy. Vừa chị ơi. Phải bo rip đấy chị Linh Lê ơi, bo rip đấy. Gucci em hết rồi. Gucci em hết nha. Gucci hết rồi. Gucci hết. Thuyền coi ở trên bát á, trên bát là nó không bị nó bị ẩn comment. Còn ở trên trang cá nhân là không bị ẩn này. Trên bát bị ẩn này, coi cái này trên bát này. Trên bát này. Rồi lên luôn những mã nail dùng Nguyên này. Nail 49 luôn dùng Nguyên nhá. Nail 49k. Trời ơi. Bao rẻ nha. Tiếp luôn dùng Nguyên cái mã này. Comment mã này là mã nail. Từ từ bao nhiêu tiền mấy ký. Nail Hồng thế à Ngô. Bà chốt xong mà giờ bà hỏi bao nhiêu tiền. Em bán 149.000. Một bộ được không. Size này từ 40-60 là mang ok hết nhá. Nail cho Thanh Mai Nguyễn. Nail cho Thanh Mai Nguyễn 49.000 nha. Trời ơi. Nó làm gì mà đang trời nóng mà nó bán 49.000 hết. Coi trên bát nha. Thì trên bát là bị ẩn. Không đọc được comment trên bát đâu. 49.000. Sát nắp và quần đùi rất là dễ vang. Từ 40-60 là trẻ mình mang ok. Chị nào mà ví dụ như trẻ mình thấp người á. Phương Hiền Đặng. À Võ Trúc Liên. Thu Hiền Đặng này. Võ Trúc Liên à. Váy nè hả. Váy này là váy 63.000. Chanel chị có rồi. Ai nữa? Linh Lê à? Linh Lê có rồi mà. Linh Lê. Chị nào chưa có nail chút nail luôn dùng Nguyên nè. Nail 49 luôn dùng Nguyên nhé. Nail 49k. Chị nào chưa có nail comment nail luôn dùng Nguyên nè. À, Thu Hiền Đặng có rồi đúng không? Thu Hiền Đặng có rồi. Ok nè. Cho chị Hồng Văn Nguyễn cái nè. Hồng Văn Nguyễn cái nè. Cho chị Nguyễn Hiền Lương cái nè. Nguyễn Hiền Lương nè. Nguyễn Hiền Lương nè. Chị Dung Lương ba bộ ba màu.
thì em chốt từng mã đi, xíu lại chị ấy nhá. Thế chị Dung Lương bộ đây rồi lên màu sao, chốt màu sao nhé. Dung Lương ai nè? Mỹ Văn. Chị em mình lên thông tin khách mới chịu khó lên thông tin luôn dùng nguyên nha. Đấy, lên luôn dùng cái này. 49.000. EO là nó rẻ riêng trời nóng nên nó bán cứ bộ lan sắc nắp 49.000. Giờ 49.000. Đấy, có người mua cả chục bộ rồi. Thanh Nguyên. Đấy. Thanh Nguyễn rồi còn được 3 bộ. Chị em mình mà nhắn tin mà cái giờ sát nguyên like là cũng không chừa lại được rồi. Nếu như mà chưa nhắn tin chốt đơn là chưa chừa được. Là chị em mình chốt hẳn luôn trên này luôn dùng Nguyên nhá. Chứ không là tí xíu like xong rồi hết là chị em mình lại báo lại là chịu luôn nhá. Nguyên còn một nail hồng, chị nào lấy chốt nhá. Nail hồng cho chị cô chủ nhỏ. Cô chủ nhỏ. Chị có áo cà rốt tốt không? Có chị ơi, có nhá, xíu em lên sao. Áo tung em lên sao. Nail hồng cho Ngân Trang 60 được chị ơi. Nên nói như thế này nè, 60kg nhưng mà chị em mình thấp người, ví dụ như chị em mình ngực to, mông to rồi thôi. Chị em mình tầm 57-58kg. Như khách nhà Nguyên là 62kg vẫn mang được. Thì nói chung là gọn người là mang ok. Đấy, gọn người thì 62kg vẫn mang ok. Nhưng mà Nguyên toàn bộ Nguyên chút đến 60kg qua đầu, chị nào mà thấp người. Còn một bộ này nữa thôi. Còn một bộ Chanel cho chị Mai Trần. Trang cá nhân là bệnh gì anh? Trang cá nhân cũng bị ẩn à. Ngắn tháng nhảy mà ta. Ừ, cũng bị ẩn. Hết rồi. Không có sai, hết Chanel luôn rồi. Trong lên mẫu khác thì á, nail hồng còn kìa. Nail hồng kìa, cho chị Khuyên Phạm kìa. Bên kia còn lẻ kìa. Nail hồng còn đấy. Còn nail hồng nha chị em mình ơi. Có, còn được 3 bộ nail hồng nữa nè. Chị nào lấy nail hồng, comment nail hồng luôn dùng Nguyên nè. Có ai bơm Gucci để em bộ. Thôi đừng có bảo bơm, tội lắm. Đâu Chanel hồng Khuyên Phạm nè. Đầm bo rip có còn màu, còn chỉ ở 63.000, có con đó đẹp lắm. Em nói thật sự luôn, một con áo thun chị em mình đã mua được, mua với giá 79.000 rồi. Nguyên máy chị em mình con váy đó dặn váy body. Váy body tay bồng 63.000 theo chữ 63.000. Rồi, đừng có bảo khách bom nhiều, chị bảo là ai mà bom cái bộ đó, ai xả cái bộ đó là chừa lại cho mình. Rồi. Đầu tư cái bàn like xịn sò hơn đi em ơi, không. Cái này là chồng em tạo cho đó. Cái này là xịn sò nhất rồi. Đối với em cái này xịn sò nhất rồi. Đấy, rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này. Anh làm, anh tạo cái bàn này trong vòng hơn tiếng. Nail vàng cho chị Bình Yên. Bình Yên. Nên là không có đổi được. Bên hông hả? À, cái này ha. Cái này là mã 125 đầy đủ size. 125 đầy đủ size. SML đến 60, hàng này hàng công ty 125k. Còn một cái nail hồng. Từ từ chị Hồ, nên em lên từng mã. Em lên hết mã này em sẽ like mã kia nhá. Còn một cái nail hồng chị nào chưa có chốt. Áo thun thái chưa là nail foam. Vừa hai thùng. Foam này dễ mang. Nhưng mà từ từ nhá. Foam này là foam dễ mang. To nhỏ gì mang cũng được hết. Đây. Đấy. Xíu lên thì. Xíu lên hết cái lanh này rồi lên luôn. Có hình như còn 60-70 con hay đó gì này. Còn 70 con đúng không? Còn được 70 con thôi. Con lan hết bộ lan rồi, xong lên sẽ em áo thương thái luôn. Dễ gì bắt gặp cái bàn như thế nào mà bảo. Màu hồng, chị màu vàng và màu đen. Hồng vàng đen. Cái bàn đây là xịn xò nhất rồi, tự nhiên nghĩ em đổi. Rồi, tiếp luôn dùng cái này. Lên luôn dưỡng mã nail xanh. Chút nail xanh nha, coi rồi có bị ẩn không nghe Hiền. Coi có bị ẩn không nghe. Rồi lên chung mã nail xanh luôn dùng Nguyên. Nail xanh nha. Nail xanh 49k. Từ 40-60 chị em mình chốt ok. Còn mấy mã nail xanh 49k nail xanh. Ít lắm, còn mỗi thứ được vài bộ nữa thôi là hết rồi. Nên là chị nào có bộ hai dây có. Hết nail hồng nha, lên nail xanh luôn dùng Nguyên. Đủ qua nail xanh, nail xanh cho chị Loan Phan. Loan Phan nail xanh đấy nè. Nail xanh cho Loan Phan. Ở bên sau nó còn một cái nail xanh kìa. Ở bên sau nó còn nail xanh kìa. Nail xanh cho Linh Lê. Nail xanh cho chị Mỹ Văn. Mỹ Văn. Mấy hồi là lấy để trên này một cái thùng khẩu trang. Đấy, buôn bán đâu có lãi bao nhiêu mà đầu tư cái bàn. Anh chồng Nguyên Ảnh cho chị em ly trà. Anh chồng Nguyên Ảnh làm bằng ống nhựa luôn. Tắt tặng tặc là bằng ống nhựa hết. Sao mà trên này là kích băng keo. Đấy, bàn này nó cứng lắm, nó chắc lắm. Đấy, chị nào lấy ổng thấy để lên cái thùng khẩu trang thấy thẳng của ổng tạo cho cái bàn này đấy. À, Chanel. Ok nè, ok chị Sái Gia Linh. Sái Gia Linh nè, em Lê Trần có rồi đúng không? Không có sai nhỏ chị. Ai? Chuyện chi. Xuyến chi nè. Không có sai, cái này một sai mãi dễ mang, rất là dễ mang.
rất là dễ mang, khách nhà nguyên cái mua rồi đặt tiếp nè, được gọi là cả xóm mua lanh luôn. Bốn, còn chờ em còn lên phòng màu, cả xóm mua lanh luôn. Nail xanh cho chị Đinh Thu à, Đinh Thu khách cũ không? Đinh Thu rồi, còn bốn nail xanh. Trang Phan, Hồng Văn Nguyễn này, rồi còn hai bộ, còn hai bộ chị nào lấy nữa chốt nhé. Trong lên mã Hoa Cúc, Hoa Cúc, ờ Đinh Thu, Đinh Thu còn hai bộ nữa, chị nào lấy nail xanh nữa chốt nail xanh nhé. Cho chị, còn chị ơi, chị Hồng Văn Nguyễn có rồi đúng không? Thanh Nguyễn, Dung Lương, Dung Lương này, Hồng Văn Nguyễn có rồi đúng không? Thanh Nguyễn, Thanh Nguyễn à, Thanh Nguyễn rồi, hết nail xanh. Chữ này nail này đẹp, cái màu này nó đẹp. Chị Dung Lương có rồi chị ơi, chị Dung Lương có rồi nhá. Rồi lên luôn những cái này. Xóm mình bộ lụa dây à? Đúng rồi, kiểu mua cái gì mua cả xóm mà thấy đẹp. Từ từ, còn tặng mẹ không chốt giùm mà. Bích Trăm Hình nè, còn xíu nữa lên mặt. Kiểu như là mua cả xóm cái nhận hàng về phát. Trời ơi, cái bộ này nó đẹp mà bộ này nó rẻ, là cái sống sống vô đặt giùm kiểu như thế. Khách nhà nguyên là kiểu như thế. Còn lúc Nguyên lên like không dám đặt đâu, tại vì là thấy nó rẻ, sợ không chắc. Thằng Trần Nêu cho chị thấy hàng ngô, nó rẻ sợ nó không chắc, như chị thì kiểu như thế đó. Về cái đặt được rồi, cái là về thấy đẹp. Cái nè, ai hồi nãy bảo bơm bơm nail nâu ấy, nail này nó đẹp hơn cả nail hồi nãy nữa ấy. Dừa cam trần. Rồi chị nào lấy cái này đâu cho mã nail luôn dùng nguyên cho chị. Thu Hiền Đặng cho chị Linh Lê 49.000 nhá, 49.000. Bộ canh là bộ gì ta? Thu Hiền Đặng có rồi đúng không? Bộ xanh Thanh nail xanh hết rồi thầy. Hết nail xanh rồi chị ơi mình ơi. Hết nail xanh nhá, nail vàng cho chị Long Phan cho chị Bình Yên. Long Phan này, Quyền Bình Yên này. Ai nữa? Ở đâu đó? Trang cá nhân này. Đấy, ai thì mới đặt ấy. Cái gì? Trâm Phan này. Quyền Phạm. Trâm Phan này. Thanh Nguyễn này. Văn Võ này. Hết cái nail này nhá. Hết nail này nhá. Gấu này còn được có từng này bộ. Gấu này được có từng này bộ. Riêng trời này dễ, mình phát lanh nó quá là rẻ mà. Quá là rẻ cho cái lanh này luôn. Xong này lên chị mình thung thái nhá. Xong lên thung thái cho chị em mình ơi. Chị ơi, chị chốt tương tự, chị chốt ái cho em với. Vì giờ nó có ít, không có sai nha. Vì có ít như thế này mà chị em mình cứ chốt xong lại chị em mình lại đổi lại rồi mất công nhá. Cố gắng chốt chuẩn luôn dùng đi. Rồi lên luôn những mã này là mã cúc, không phải cúc, mã gấu đỏ. Comment lên dùng nguyên mã này là mã gấu dùng nguyên nhá. Chốt gấu luôn dùng nguyên, có từng này bộ gấu này. Chị nào nhanh tay có 2 này, 3 này, 4, 5, 6 mấy trăm mà. Còn bộ hoa cúc còn hồng tí xíu em lên. Lên luôn dưỡng mã này là mã gấu nha. Gấu này cute nè. Comment mã gấu luôn dùng nguyên. Chốt gấu 49k. Chị nào chưa có gấu comment mã gấu 49 luôn dùng nguyên. Gấu cho chị lên một bộ này. Linh Lê này, Thúy Hà Ngô này. Thúy Hà Ngô này em mua về bán này. Cho Kim Phụng này. Kim Phụng này. Cho không chị ơi, không vừa nha. Cô chủ nhỏ này. Thu Thảo Trần. Rồi còn một bộ cuối cùng cho chị Hướng Dương hết. Cho chị Hướng Dương nữa là hết gấu. Hết gấu nhé. Chị ơi nếm chứ mà. Thấy là 60kg thôi, em chút lấy 60kg thôi. Còn mà chị nào mà ngực to mông to thì 57-58kg độ về thôi nha. Chị em mình để ý cái size luôn dùng nguyên nè. Cái này cho ai quên mất tiêu rồi. Hướng Dương đã hết nhé. Hết gấu. Rồi đây luôn dùng mã này là bác chữ dùng nguyên. Còn hồng hoa cúc không, để chị bốn bộ một màu hả? Cho chị Lan Kim cho 4 bộ hồng hoa cúc để từ. Gấu đỏ em hết rồi. Hết gấu. Em sắp lên rồi đây chị Quy Phan ơi, từ từ chờ em xíu, có 70 con thôi nên là lên rất là nhanh thôi. Rồi lên những mã chữ tím. Chữ tím nha. Lan Kim Châu. Comment cho chị 4 bộ hoa cúc. Comment lên giúp nguyên mã này là mã chữ tím luôn dùng nguyên. Đẹp chưa? Cái này già trẻ lớn bé gì mang cũng được. Chị Hướng Dương có bộ rồi.
Già trẻ lớn bé gì mang cũng được cái bộ này hết. Nó là dễ, 49.000. Dễ mang. Nhan chữ tím cho chị Ngọc My. Nãy trừ bên trang cá nhân nhắn mỗi tay mà không thấy đọc hả? Thế chị Xuyến Chi bị ẩn à? Bị ẩn à? Cho chị Ngọc My nè, cho chị Linh Lê nè. Thế bị ẩn trên trang cá nhân rồi. Thì có bước lúc bước bước trên trang cá nhân được không đó? Ngọc My. Ôi, đây nè. Lanh chị ơi, chữ tím ba bộ cho chị đây nè. Linh Lê rồi đúng không? Minh Phương Lê nè. Minh Phương Lê nè. Linh Cao là chữ tím ba nè. Lanh chị ơi. Chữ tím ba cho chị Linh Cao nè. Ba cho chị Linh Cao nè. Linh Cao bị ẩn comment quá. Không biết bao giờ cho nó hết cái kiểu này luôn. Chữ tím cho chị Khuyên Phạm nè. Khuyên Phạm nè. Đinh Thu nè. Hướng Dương nè. Hướng Dương nè. Bỏ cho chị Linh Cao là hai thôi. Linh Cao là hai. Bỏ của Linh Cao một bộ đi. Chút mã chữ tím luôn dùng Nguyên nhé. Comment chữ tím đây giúp Nguyên nè. Ok, để xíu lấy thêm mẫu khác cũng được. Ai chưa có cái này lên chung mã chữ tím này. Hello chị Trang Thùy nhé. Hello Trang Thùy. Thấy Trang Thùy rồi, gu xì em hết rồi. Còn chữ tím, chị nào chưa có chữ tím, chút chữ tím lên giúp Nguyên nhé. Comment mã chữ tím, bị ảnh comment quá chừng. Gu xì không có. Chữ tím cho ai, chị nào chưa có chữ tím, chút chữ tím. Lanh, a bộ, thun trợ Nguyên tí xíu. Lam Kim Châu à? Hai nè. Cho chị Mỹ Văn thêm bộ nè. Mỹ Văn thêm bộ nè. Gu xì đâu có, gu xì em hết rồi. Chị nào còn một bộ chữ tím cho chị Mỹ Văn. Thấy không Ri, Trần Thư Thủy thấy chị rồi đấy. Còn một chữ tím thôi. Lanh chị ơi. Chốt bộ vàng mỗi tay. Cho chị Hương Nguyễn Thanh Anna. Nó bị ẩn comment chị em mình thấy Nguyên tiếng sát màn hình luôn. Để Nguyên Nguyên vút cái comment của chị em mình chứ không thấy. Cho Nguyên cái bộ caro này. Chữ tím hết rồi chị ơi. Còn bộ. Chứ cho chị Dung Dương Thị Phương. Dung Dương Thị Phương. Rồi lên luôn những mã này là mã caro hồng. Caro hồng từng này bộ thôi. Bình Yên à. 10 bộ. Cái chị à 10B tính là 10 bộ. Ok chị nè. Ảnh comment thấy chị Diệu Trăm Trần. Trước thì Hiền đưa cái điện thoại nó luôn cho Nguyên đi. Cái này ở đâu đây? Trên bếp à. Trên bếp. Hai cho chị Linh Cao. Hồng hai cho chị Linh Cao. Ok. Chị nào lấy caro hồng, chúc caro hồng. Hello chị Ái Văn nhé. Caro hồng. Đặt chữ tím chặt mắt à. Caro cho chị chính thanh lên thông tin cho em nè chị ơi. Lên địa chỉ trên like luôn giùm em nhé. Còn bộ đùi lụa không à? Em đang hết chị Bích Trâm Huỳnh ơi. Đùi lụa là hết sạch xanh luôn. À. Bộ hàng công ty đúng không? Bộ Nhàn Yến đúng không? Mới về thêm. Em chưa up. Mới về thêm. Caro cho chị Hương Nguyễn Hanana. 40 đến 60 chị Thanh Huyền ơi. 40 đến 60 là chốt ok. 40 60 chốt ok nhé. Caro hồng cho chị Khuyên Phạm. Khuyên Phạm. Nguyễn Tuyền bao nhiêu ký mặc được chị ơi? Chị Nguyễn Tuyền ơi, size này dưới 60 giùm em nhé. Dưới 60 luôn giùm em. Caro hồng cho chị Diệu Trâm Trần. Chị Chính Thanh không có thông tin em chốt được nha. Cho chị Dung Dương Thị Phương nè. Thu Thảo Trần nè. Hết nhá. Chị nào mà có đơn mà không. Hết caro hồng luôn nhá. Chị em mình nhớ lên thông tin. Rồi cho caro xanh còn không. Còn caro chi không ấy. Còn hồng cúc. À cho lên hồng cúc. Rồi màu đẹp đây. Còn có lẽ bẻ cái nó lên luôn. Có cả màu vàng nữa. Rồi lên luôn những mã này. Từ 40, 60 là chị em mình mang ok nhé. Lanh thì muốn lên cho em mình giá này rất là dễ mua luôn ấy. Chữ tím hết nha. Rồi lên chung mã này là mã cúc hồng luôn dùng Nguyên 49. Ai lấy cúc hồng 49, chúc cúc hồng 49 luôn dùng Nguyên nhé. Từ 40 đến 60 là chị em mình chúc đẹp cái mã cúc hồng. Caro em hết, chúc cúc hồng lên luôn dùng Nguyên nhé. Bị ẩn quá chị em mình ạ. Hồng cho chị Hương Nguyễn này. Lên bộ đang mặc. Trời ơi áo. Hồng cúc này cho chị Hương Nguyễn, Hương Nguyễn Thanh Anna này. Hương Nguyễn Thanh Anna chưa? Rồi nè. Linh Lê nè.
Linh Lê này, Thúy Hà Ngô này, Thúy Hà Ngô này, Thúy Hà Ngô này, Trường Phạm này, Nguyễn Hiền Lương này, Nguyễn Hiền Lương này, cho chị em Ly Trần này, em Ly Trần này, Trang Phạm này, Trang Phạm này, Chuyện Chi đây, Xuyến Chi này, hai cái Thanh Nguyễn này, Trang Phạm hay Trang Phan đó, Trang Phan, hai cái cho Thanh Hồng. Lanh này giặt không bị ra màu luôn, đã mua 4 bộ, đợi chút bộ để đổi cái áo khoác nhầm đây à. Rồi em cảm ơn chị Kim Chi Nguyễn nha. Hết nha, hết Cúc Hồng rồi. Ôi cái gấu đỏ hồi nãy chị nào chưa có gấu đỏ lên lại dùng Nguyên nè. Còn hai gấu đỏ này chị em mình ơi, còn hai gấu đỏ nha, do bị ảnh comment quá Nguyên cũng ráng một bút nè. Còn hai gấu đỏ, ai lấy gấu đỏ chút gấu đỏ 49 luôn dùng Nguyên nè, gấu đỏ cho chị Hương Nguyễn nè, hết cốt nhé cho chị Hương Nguyễn Thanh Anna, Thu Nguyễn Thanh Anna nè, cho chị Hồng Văn Nguyễn nè, Hồng Văn Nguyễn nè. Cái nail vàng này hồi nãy ai bảo bơm không phải, đúng rồi, gấu đỏ em hết nhé. Nó bị ẩn comment, em vút, em phải dùng, em like hai máy mà phải dùng hai máy để vút nè, chán chưa, tốn chưa. Comment mã nail vàng luôn dùng Nguyên nè. Chút nail vàng, còn được hai bộ nail vàng, hai bộ nail vàng. Ai lấy nail vàng cái này lớn bé gì mang cũng được hết, rất là dễ mang. Nail vàng hai con, ai lấy nail vàng comment nail vàng dùng hai con nail vàng. Cho nail vàng cho chị Hướng Dương một bộ, Hướng Dương một bộ này. Rồi còn một nail vàng thôi. Ai chưa có nail vàng chút nail vàng dùng Nguyên này. Nail vàng được một bộ cho chị Liên Nguyễn Hình Bác, Liên Nguyễn Bác. Ok nè. Dạ bị ẩn luôn, không thấy luôn. Chừng ở đâu cũng thấy trơn. Cùng ít thiệt chứ. Bao nhiêu chị đặt hàng không được. Đây nè, bên bét cũng bị nè. Vút miết nè. Vút miết mà nó trả lên. Chị ẩn hoài. 65 vừa đó chị Sương Thu ơi. Rồi lên luôn dùng mã rô xanh có hai cái thôi. Rô xanh còn đúng hai bộ nè. Ai lấy rô xanh chút rô xanh luôn dùng Nguyên. Rô xanh hai bộ nha, bị ẩn ấy. Chút rô xanh luôn dùng Nguyên nè. Được một bộ đó chị Liên ơi. Được một bộ thôi chị. Comment mã rô xanh luôn dùng Nguyên nè. Chanel vàng hết chị Khuyên Phan ơi. Giảm comment rô xanh cho chị Thúy Hà Ngô nè. Thúy Hà Ngô một bộ rô xanh. Một bộ rô xanh cho chị Kim Thoa Lương Nguyễn nè. Hết nè. Kim Thoa Lương Nguyễn, ui, Kim Thoa Lương Nguyễn toàn nail xanh còn được 3 bộ, hai bộ đi. Thúy Hà Ngô, với lại cho chị Kim Thoa Lương Nguyễn, Kim Thoa Lương Nguyễn, váy lanh về bán Nguyên, thấy họ bán đầy mà vẫn đợi Nguyên à, ừ, Nguyên đặt rồi đấy mà chưa thấy về đó, đặt mà chưa thấy về, từ từ múa, mua bộ đi mang tạm đi đã. Ủa không thấy em. Chị ơi chị lên cao ơi, nó bị ẩn ấy chị cờ lên cao ơi. Nail xanh nè. Nail xanh nè. Cho chị Liên Nguyễn Bá nè. Cho chị Loan Phan nè. Loan Phan nè. Loan Phan nè. Rô xanh hết rồi chị ơi. Hết rồi nha chị Liên Nguyễn. Cho chị Hương Nguyễn nè. Cho chị Hương Nguyễn nè. Rồi ai lấy nail xanh chút nail xanh luôn dùng Nguyên. 49k. Form này nó nail vàng được không? Ni Nguyễn thì không được là nail vàng đúng không? Không. Không có chị Ni Nguyễn ơi. Không có nhá. Còn một nail xanh thôi. Chị nào lấy phát nốt nha. Hết rồi. Hết nail xanh luôn rồi. Chị nào chưa có nail xanh chút nail xanh. Nail xanh một bộ. Và lên luôn những loại gấu xanh. Gấu xanh này có được 4 bộ thôi. Gấu xanh này còn 4 bộ. Ai lấy gấu chút gấu luôn dùng Nguyên nhá. Nail xanh là lanh chị Kim Ngân không? Lanh đấy. Lanh nha. Gấu xanh 4 bộ, ai lấy gấu chút gấu luôn dùng Nguyên nè. Comment mã gấu xanh. Gấu xanh 4 nha. Gấu xanh cho Phương Lê, cho cô chủ nhỏ. Phương Lê và cô chủ nhỏ. Cho chị Phạm Huyền Châu. Phạm Huyền Châu và Thúy Hà Ngôn. Phạm Huyền Châu và Thúy Hà Ngôn. Trên luôn dùng Nguyên mã này là mã cam. Cam còn 4 bộ.
Cam còn 4 bộ, chị nào lấy cam? Phải xung sắc nắp, vẫn còn mấy cái kia phọc xíu luôn đây này. Vẫn còn mấy con. Thấy gấu xanh nhá. Rô cam cho chị Thu Huyền đặng. Thu Hằng, à Thu Huyền biết liền. Thu Huyền. Lưu Luyến. Lưu Luyến cho chị lên cao 2 hết. Lên cao hết. Rồi lên ông dùng mã nail vàng. Lưu Luyến ở đâu mà không thấy Lưu Luyến ở đâu ấy. Trang cá nhân à. Mấy bữa nay bà đặt cái không thấy, cái là đau phải đi đâu mất tiêu luôn. Không thấy Lưu Luyến luôn, kiểu gì mà ví dụ như lâu lâu đây nè. Bên đây cũng không hề thấy Lưu Luyến. Lâu lâu cái bữa bà than kêu đặt miết, đặt mở tay mà không được. Nêu vàng cho chị Khuyên Phạm. 60 được vậy. Cao em hết. Cái là thấy comment của bà còn không là bà comment cái chị cũng không thấy. Nêu vàng cho chị Linh Lê. Chị Linh Lê. Rồi còn vàng, còn 3 nêu vàng. Còn 3 nêu vàng nhé. Ai lấy nêu vàng chút nêu vàng dùng Nguyên. Nêu vàng 3 bộ nêu vàng nữa thôi. Nếu chị nào nêu vàng Linh Lê rồi, Xuân Thu. Lanh mà chị nào mà mong to xíu là chị em mình đi đạp lại. Chị em mình mua lanh đắt cỡ nào thì thường là chị em mình như Nguyên đi đâu mua lanh cũng phải đạp lại cái phần mông xíu. Cho chị Thúy Hằng Ngô cả. Thúy Hằng Ngô. Cô chủ nhỏ hết. Kiểu gì lanh chị em cũng phải đạp lại xíu cho nó chắc. Vì giờ người ta toàn mai công nghiệp hết. Mai công nghiệp hết. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã gấu. Chút gấu xanh. Lên gấu xanh giúp Nguyên này. Comment mã gấu xanh luôn dùng Nguyên. Nêu vàng ấy hết rồi. Gấu xanh nha. Chút gấu xanh. Cho Thí Hiền Đặng. Thí Hiền Đặng. Lưu Luyến ở đâu chấm lên phát Lưu Luyến ơi. Thuân Thái nè Lưu Luyến ơi. Comment mã gấu giúp Nguyên nha. Gấu cho chị Liên Nguyễn Hình Bé. Cho Hương Nguyễn. Hương Nguyễn. Trần Ánh Ngà. Trần Ánh Ngà 2, Thúy Hằng Ngô 1. Thúy Hằng Ngô 1. Thúy Hằng Ngô 1. Xong hết chuyện lên Thung Thái. Rồi màu cuối cùng. Màu cuối cùng. Chút mã 49 là được. Hết gấu xanh luôn trời ơi. Không đủ rồi chị em mình ơi, em hết rồi. Tại vì cái này về sỉ đặt nhiều quá không đủ chia. Xám cho chị em Ly Trần. Thu Hiền Đạo. Thu Hiền Đặng. Không chị lên sau đấy, chị lên cao lên sau. Chị sáng cho chị Thúy Hàng Ngô. Thúy Hàng Ngô. Còn một cái cuối cùng. Thu Hiền Đặng, Thúy Hàng Ngô có rồi. Em đi Trần có rồi đúng không? Em đi Trần có rồi. Còn cái sáng một. Còn hết rồi. Không, lên cao hết rồi. Lên cao hết rồi. Lên cao rồi. Lên cao rồi. Bên nó là cái gì đấy? Cái trái rớt rớt nó không phải à? Nó chút rồi. Còn lên chạy mình Thung Thái nhé. Hết rồi chị Dung Lương ơi. Nhưng mà chị đã chút chưa? Chờ chị ok à? Không được hả chị Minh Phượng? Nó bị ẩn comment này chị em mình nè. Mà Nguyên thấy là Nguyên cả từ đầu tháng tới trừ á. Phải ra như thế này. Nè. Chị dùng hai máy rút nè. Còn một nail xanh nữa là hết. À quên, lên cái bộ lại cái bộ tặng mẹ hồi nãy chị nào chờ chị Bích Trâm Huỳnh. Xám em hết rồi chị Tuyết Nga. Hai đợt rồi xong chút được rô cao rồi. Thế bữa sau mà có thì chờ nó là về cái chừa cho chị 5 bộ, 7 bộ gì đó chừa. Nha. Chị thấy Hàng Ngô. Em lên lại cái bộ mẹ tặng qua 9 cao hồi nãy nè. Không đặt được. Bóp tương tác vừa ảnh comment lại bị khóa nữa. Phải sắc nắp chờ xíu. Trang cá nhân Nguyên bị khóa mấy bữa nay luôn. Bộ hồi nãy gì ta chị nào chị Bích Trâm Huỳnh hỏi bộ ấy à. Phải sắc nắp còn mấy cái cho ông lên luôn rồi lên không có. Đây nè. Bộ tặng mẹ hồi nãy nè. Riêng cái mã này, riêng cái màu này thì Nguyên còn được 2 size. 2 size ML. Có cái bộ lanh nhung về rồi, bộ sớ bộ lanh nhung về thêm được còn được 50-60 bộ nữa. Bộ tặng 39k. Tặng 39k xây 60 đổ về. Tặng 39k bộ này là bộ tặng mẹ, bộ này là bộ thun nhá. Bộ này là bộ thun này. Đấy, chị nào lấy chốt nhá, 39k hồng. 39k hồng, 39k tím, 39k đỏ và 39k xanh. Hồng, đỏ, tím, xanh. Rồi, qua nha chị em mình nhá.
39K đấy, mã này là mã 39K. Xây M cho Minh Dương. Màu ngòi xanh với hồng, từ từ. Ngòi màu xanh với hồng hả? Đã chi? Bộ cho người trung tuổi 39 còn hai bộ xanh nè. Hai bộ CL, chỉ có CL hiện tại còn mỗi màu hồng thôi. Mẹ cho Minh Dương cá rồi này, đang lên luôn cho em lại cái màu. Riêng mỗi có mỗi màu hồng là nó có size CL thôi. Còn được 3 màu này, nhưng mà có mỗi màu hồng là có CL thôi, còn lại là hai size, à lại là CM. Năm bảy ký à, có mỗi màu hồng thôi, cho chị Xuân Thu màu hồng đi, hồng CL, hồng CL cho chị Xuân Thu. Tím nè, đỏ nè, hồng, 3 màu. Mã này là mã 39, nhưng mà riêng mỗi có mỗi màu hồng là có size 55 đổ lên thôi, còn lại hai màu còn lại là size 55 đổ về nha, cho size M, size M hai bộ size M cho chị Bích Trâm Huỳnh, xanh tím, xanh tím không xanh hết, cho chị bộ tím, cho chị bộ tím hết xanh, hết xanh nhé. Bộ này là bộ 39 nhé chị em mình ơi. L hồng cho chị Thanh Nguyễn. Còn L hồng không còn nữa. Quần đùi 49 còn không, cho em hai cái em sợ hết rồi. Hồng còn màu còn CM không? Minh Dương có rồi, chị ở Minh Dương có rồi. L hồng còn không? Hết rồi đó. Hết L luôn rồi, còn mỗi CM 55 đổ về thôi. 55 cũng được thì cho chị Xuân Thu thêm bộ nữa. Thêm bộ nữa. Thêm cho bộ CM nữa, cái này nó co giãn nhiều lắm. Hết hồng rồi, hết hồng nữa. Hết hồng rồi chị em mình ơi. Chưa để em kiểm tra chị ơi, ở trên này em không kiểm tra được đâu. Hồng, tím thôi, tím cho chị Thúy Trương hết hồng. Tím thôi. Hết hồng rồi, cái này đây. Đây còn cái hồng lờ nè. Hồng lờ cho chị Xuân Thu rồi đó. Xuân Thu cầm rồi đó hả? Rồi ok, còn hai màu nữa thôi. Tím với đỏ. Tím với đỏ, 39K. Rồi ok, đây luôn chị em à. Đây nè, váy xung thì vẫn còn có từng ngày cá thôi nè. Phái xung còn từng nài cá, hồi nãy ai là Kim Phụng à? Kim Phụng hả thì chốt đây nè. Còn có từng nài cá, vô này 40 đến 60 là mang ok hết. Từ 40 đến 60 là mang ok hết con này. Để chia sẻ lại phát, yêu ít quá. Lên tiếp luôn cho trẻ mình Thuân Thái nha. Thuân Thái. Đây nè, váy sung hồi nãy ai hỏi chốt luôn váy sung nè. Váy sung nhá, từ 40 đến 60 là mang ok. Đấy là form váy sung. Không, màu vàng hết sạch sành sanh rồi. À vàng còn hoa cúc, không phải hết luôn. Hết vàng rồi nhá, còn nu. À đây còn cái vàng hoa cúc này. Còn cái vàng hoa cúc này. Một cái vàng hoa cúc thôi. Kim Phượng lấy chút này. Còn cái vàng hoa cúc thôi. Còn nu đen. Nu đen. Rồi ok, lên luôn cho dạy mình Thuân Thái. Form đang mang, dạy mình nhanh tay nhá. Nó còn tầm khoảng 70 con thôi, không có nhiều đâu. Đây là trẻ mình nhanh gọn lẹ nè. Không đủ đâu chị Minh Dương ơi, hết rồi. Minh Dương được 2 bộ. Được 2 bộ hả? Rồi ok. Rồi lên Thông Thái nè. Nhanh tay nhá, giờ thứ có cái này hình như là chưa phân ra đúng không? Thứ còn cái thôi. Vàng đây chị ơi, chị có đi bỏ lên cho Kim Phụng coi. Còn có cái màu vàng cuối cùng. Ai lấy chút. Rồi lên luôn dùng Thuân Thái iPhone đang mang, riêng nó thật sự là Thuân Thái này chờ rất là lâu. Bữa giờ có cái phong lửng lửng. Phong lửng lửng. Chứ không có cái này. Lấy vàng cho chị Thanh Nguyễn luôn đi. 49.000 tặng nó luôn. Xanh ba cái này đủ không? Đủ không cho chị Phương Lê ba cái xanh? Xanh Lê, xanh Ngọc Lê ba cái đủ không? Ok. Ba cái ba kiểu khác nhau được. Ba kiểu khác nhau thì được nhá. Trời, 40 đến 60 chị em nào ok nhớ luôn dùng nguyên cái này là Thuân Thái nè. Ba kiểu khác nhau được không chị ơi? Cùng màu nhưng mà ba kiểu được thì em chừa. Nhớ lộn xộn có bao nhiêu ô bấy nhiêu không?
Thường nếu như vậy mình mua thun thái bèo nhất người ta bán vậy mình 8-9 nghìn, 9-9 nghìn. Ở đây từ 2-3 cái. Phương bán vậy mình 49k. Chị Phương Lê ok thì em chừa váy vàng chị Thanh Nguyễn hoái rồi. Váy vàng chị Thanh Nguyễn hoái rồi. Từ 40-60 là chị em mình mang ok hết. Cái này nhớ luôn dùng là thun thái nha. 49.000 con. 49.000 nhá. Lên luôn dùng nguyên cái này, chị Phương Lê lấy xanh này không? Được hè, 3 cái. 3 cái chị Phương Lê 3 cái này. Phương Lê 3 cái này. Phương Lê 3 cái này. Rồi ok này. Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này. Xanh ngọc em hết nhá. Còn kiểu khác được không chị bé Trần ơi? Kiểu khác mình còn xanh ngọc không? Cho chị bé Trần cái xanh ngọc. Bé Trần cái xanh ngọc. 49.000. Hãy cho chị bé càng cá đi. Xanh ngọc. BB nó cũng được. Ok chị ơi. Rồi lên luôn dùng những cái này. Mã này lên cho mã 31 kèm màu. 31 kèm màu nhé. 31 kèm màu. Nguyên lên luôn cho chị em mình luôn là 49.000. Váy vàng hồng cho chị Tuyết Nga. Vàng hết chị ơi, còn hồng. Còn hồng nhé. Còn quần công sở lai nhé chị Liên Nguyễn ơi. Còn nha. Rồi, tiếp luôn dùng nguyên cái mã này, comment mã 31 luôn dùng nguyên. Chắc thì thôi luôn, cái này iPhone Nguyên đang mang luôn đây. iPhone Nguyên đang mang nhá. Ủa chị Việt đâu, không thấy chị Việt vô bóc thun thái rồi, cái hồi là hỏi nè. Chị Việt đang có xe, đang xem live không, bóc luôn thun thái nè. Cho nó dễ nè. Đây luôn những mã này là mã 31, đẹp chưa? Từ 40 đến 60 là trẻ mình mang ok hết con nè. À, công sở nhưng mà em không còn xe nhỏ đâu. 31 xanh cho chị Hiền Nguyễn nè. Cho chị Hiền Nguyễn nè. Rồi 31 xám nè. 31 xám luôn dùng nguyên nè. 4 con. 31 chị Ngân Trang ơi em còn màu xám. Trời ơi. 49.000. Chị nào lấy mã 31 xám dùng nguyên nè. Hết 31 xanh nhá. 31. Không chị ơi, không chị Ngọc Đào ở Acrop Top thì em lên sau. 31 em còn màu xám thôi, chị nào lấy 31 xám, chốt 31 xám luôn dùng nguyên nhá. Chị chọn màu xanh ngọc và cái màu vàng bi à. Là cái nào ấy chị ơi? Kiểu nào cũng được hay là như thế nào? Chị nào lấy 31 xám comment mã 31 xám luôn dùng nguyên này. 49.000. Bao luôn cho chị em mình giá rẻ nha. Riêng hàng thun thái là giá đang lên luôn chị em mình là bao giá rồi. Mình còn mỗi màu xám thôi. Còn mỗi màu xám nhé. 49.000 con. Công sở xịn còn màu đen. Giờ không biết nữa luôn. Comment mã này là mã chữ xám luôn dùng nguyên. Chữ xám. Trời ơi, vì cái con màu xám này chắc nó đã đi 31 mông lên màu. Ờ, không lên màu chịu. Tương tác lên luôn dùng nguyên nhé chị em mình xem like chấm 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 lên luôn dùng nguyên nè. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái mã này. Comment cái này lên chung mã này là mã chữ đi. Chút chữ nhé. 49k chữ. Chị em mình xem like tương tác lên luôn dùng nguyên nhé. Đứng đơ thế này. Đứng đơ chợ mình chấm like đâu ấy. Ai nãy giờ dục thun thái xong lên thun thái lại không lấy. Không chốt cho Khang Hà một cái. 49k cho Khang Hà. Chữ xám luôn dùng nguyên nha. 49k nhớ luôn dùng nguyên là thun thái. Chứ thun là thì mang bao sứ. Hỏi đây lan sang. Chữ cho chị Minh Phượng. Chữ cho chị Minh Phượng. 49k. Còn một con chữ. Chị nào lấy chữ chốt chữ luôn dùng nguyên chữ xám. Chữ xám 49 nhé. Chữ xám 49 Nguyên còn đang còn một con. Chị nào lấy chữ xám chốt chữ xám. Cho Nguyên lên tiếp với chữ BB như Nguyên đang mang. BB nè. Còn là màu đã không? Comment mã BB vàng y Nguyên đang mang. BB vàng. Kịp lúc rồi đây. BB vàng cái này y Nguyên đang mang. Chị nào lấy B vàng chốt B vàng một con. B vàng nha. B vàng 49. B vàng 49. B đỏ đô 49. Giờ không có gì Dương Ái Thương ơi. BB vàng cho chị Hồ Ninh. Comment mã này. Thì là bên nhà Nguyên thấy vậy mình chốt đơn không? Nguyên nhà bên nhà Nguyên chốt đơn xong nhắn tin qua chữ hồi nãy cho chị Thùy Trâm, chữ sáng cho chị Thùy Trâm. Nhắn tin chốt đơn nữa. B vàng hết rồi nhé. À còn con mang trong người cho Khang Hà. Mang trong người. Lấy con mang trong người không? Có lấy không để biết mà chùa. B đỏ cho Khang Hà. Rồi lên dùng B đen. B đen nhé. Khang Hà có lấy không biết chùa. Comment mã B đen luôn dùng Nguyên. Chốt B đen giúp Nguyên nhé. B đỏ hết rồi. Comment mã B đen dùng Nguyên. B đen.
49.000 bê đen so mình sắc đã lắm luôn, riêng Thu Thái mang sướng hơn. Chị nào lấy cái này lên chung mã bê đen luôn dùng nguyên. Bê đen nha, bê đen chị Ca Quỳnh. Bê đen cho chị Ca Quỳnh. Bê đen Ca Quỳnh, chút bê xanh. Chút bê xanh nè. Bê đen hết nhá, comment mã bê xanh luôn dùng nguyên. Bê xanh. Màu xanh này đẹp quá. Cái này còn con thôi nè. Comment mã bê xanh. Rồi ok. Chúc mã B xanh luôn dùng nguyên. Ai lấy B xanh, chúc B xanh luôn dùng nguyên nhé. B xanh 49. Chia sẻ mạnh tay để view like dùng nguyên tí xíu chị em mình ơi. Cho view nó cao xíu, like cho nó nhanh. B xanh cho Khang Hà. B xanh cho Khang Hà. Mệt quá thôi không mua nữa. Chị Trần thì Thu Thủy là co like ở đâu ta? Trần Thu Thủy là co like ở đâu đấy? Dọt qua trang cá nhân thử chị. Coi trên bếp thì dọt qua trang cá nhân thử. Mà coi trên trang cá nhân không được thì dọt qua trên bếp thử. Nó bị ẩn liên tục thôi. Riêng cái màu xám này chắc nó sướng lắm luôn á. Đợt nào chị em mình để ý nè. Đợt nào cũng nói luôn cho chị em mình là câu màu xám này chắc nó đã. Tại vì nó giống y cái thun sức nhặt luôn. Chắc nó mình tăng luôn. Chị nào lấy B xám, chút B xám luôn dường nguyên nè. Bị ẩn comment mà lại lên sau B xám cho Wi Fi. B xám cho Wi Fi. Ai lấy B xám, chút B xám luôn dường nguyên nè. Comment B xám. Tên Kim Thoa Lưu nha chị, tại máy em hết pin. Chữ xám B này hả? Cái này cho Lưu. Hoa Lưu Nguyễn này. Hoa Lưu Nguyễn này. Hoa Lưu Nguyễn này. Hoa Lưu Nguyễn này. Hoa Lưu Nguyễn. Bị ẩn comment ấy cho chị, ẩn comment bây giờ. Hoa Lưu Nguyễn rồi ok cho chị Hồ Ninh cái. Ok, chữ này đẹp. Comment mã này là mã chữ kem màu. Cái này có 3 con hả Nguyễn? Mã này có 3 con. Mã này còn 3 con thôi. Cái mã này là mã chữ trắng, chữ xanh và chữ nào chữ xám. Trắng, xanh và xám. Chia sẻ lên luôn dùng nguyên nha chị em mà nó tiêu cao xíu nữa. Tiêu thấp thế. Chốt mã chữ luôn dùng nguyên kèm màu. Chữ này xinh nè. Em nhắn tin mới lần chị mới thấy luôn. Bị ẩn ấy. Bị ẩn comment nhiều quá, chữ trắng cho chị Minh Hiếu này. Chữ xanh cho chị Hiền Nguyễn này. Chữ xanh cho chị Hiền Nguyễn nè. Ở ngoài đây, 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 chữ xanh này. Còn chữ xám. Bức chữ xám lên dùng nguyên với. Còn chữ xám thôi nha. Còn chữ xám, chữ này đẹp này. Có một cái chữ thôi. Còn mỗi một mã này nữa thôi nè. Trời ơi. Con này không mua, mua con gì. Chị nào lấy chữ, chữ này là chữ nâu đấy. Chút mã nâu luôn dùng nguyên 49. Comment mã nâu 49. Cái này còn đúng một con thôi. A4 Nguyên đang mang. Phone này chị em mình thực sự cao cao. Chị em mình 62 ký vẫn mang được. Khách nhà Nguyên 65 ký vẫn mang được. Cho Khang Hà. Cho Khang Hà. Cho Khang Hà. Rồi lên những mã này là mã D kèm màu. D kèm màu. Ok nâu cho Khang Hà rồi. Nâu cho Khang Hà. Nâu cho Khang Hà. Rồi lên luôn những mã này là mã D. Phúc xíu từng. Chữ xanh hết nha. Nâu, nâu cho ngăn à, nâu rồi đúng không? Hết rồi. Rồi lên luôn những mã này là mã D hồng. Nãy giờ mới thấy con màu hồng. Comment mã D hồng luôn dùng nguyên 49k. Chốt D hồng 49 nhé. Ai lấy D hồng comment D hồng luôn dùng nguyên. D hồng 49. Cái này một con. Ai lấy D hồng chốt D hồng 49 luôn dùng nguyên. D hồng 49. D hồng cho Hồ Ninh. D hồng Hồ Ninh. D vàng. Comment mã D vàng. D vàng 49, Thu Thái nha. D vàng 49. Như có đợt nào mà về ít như đợt này. Không có hàng. Khách hỏi nhiều quá mà Nguyên hỏi bao nhiêu đợt bữa nay mới có được một ít. D vàng cho chị Quy Phan. Quy Phan D vàng. Ok cho Quy Phan. Quy Phan D vàng. Rồi lên luôn những mã D xám. D trắng. Chút D trắng dùng trước. Hết D vàng là chị Thu Thảo Trần ơi. Comment mã này lên luôn, những mã này là mã D trắng. Chắc con này giống y con màu xám luôn. Sướng lắm, y hàng xuân thun xuất nhật ấy. Con này mày về chắc không miệng không xịn. Cho chị em mình quay đầu. Riêng bán Thu Thái này bán tự tin luôn. Hình như là tất cả các đợt hàng ấy thì là cái đợt giữa này là nó đẹp nhá. Cái phô về cả cái phô. Về cả phô. Trắng cho chị Ca Quỳnh. Trắng cho chị Ca Quỳnh. Và lên những mã D xám.
đê xám vô nguyên ngắn hết trắng nhá, thứ còn con chứ nó. Comment mã này là mã D xám vô nguyên này, chúc D xám nhé. Chị Minh Phượng có đơn chưa ta? Chị Minh Phượng có cái gì chưa? Chúc được gì chưa? D xám cho Ngân Trang, ok cho Ngân Trang, ok cho Ngân Trang, ok cho Ngân Trang. Rồi lên luôn những mã này là mã A kèm màu. A này có 3 con à? A có 3 con. A vàng, A đỏ đô và A xanh. Comment mã này là mã A dùng nguyên nhé. A vàng, A đỏ đô và A xanh 3 con, 49k một con, cùng form như Nguyên đang mang hết. A vàng này, A đỏ đô này, A xanh thang. Chị nào lấy A chúc A và em hết D nhé. Nguyên hết D rồi. Chị nào lấy A chúc A. Lanh đùi em like rồi. Em lên nãy rồi nhưng mà hết rồi. Hết lanh đùi rồi chị ơi, chị xin Hương Nguyễn ơi. Chị nào lấy A chúc A luôn dùng nguyên kèm màu. A đỏ đô, A vàng và A xanh. Chị Diệu Trâm Trần hỏi nè, chị Diệu Trâm Trần tranh thủ phát đi. Phong bự đây. Phong như em đang mang nè, thả ra gần như là phủ mông đấy. Cái này dễ mang. Ai lấy A đỏ đô chút, A vàng và A xanh. Đỏ đô xanh thang cho Khang Hà. Đỏ đô với xanh thang cho Khang Hà. Còn vàng. Lấy màu đen thì chọn mã khác. Chị ơi cái này hết đen rồi. Chị nào lấy A vàng comment A vàng dùng nguyên này. A vàng một con. A vàng còn đúng một con A vàng. Ai lấy A vàng chút A vàng dùng nguyên nhé. A vàng. Ở trang A trên bếp đang nó đứng im từ cái comment của chị Minh Hiếu đi cả. Bị ẩn quá trời luôn. Cái ngày nào không ẩn comment. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã chữ kèm màu. Chữ trắng, chữ xám và chữ xanh. Cái này không có đen rồi. Lên giúp nguyên mã này là mã chữ kèm màu. Lên giúp nguyên mã này là mã chữ kèm màu. Chữ xám nè. Đẹp chưa? 62kg, 60-62kg đổ về là chị em chúc đẹp cái mã này. Hình rất cứu tay. Cảm ơn mã chữ kèm màu. Cái chi? Hình có cái à? Rồi lên luôn dùng nguyên mã này. Còn em mã này là mã chữ xám. Chữ xám này 49k chữ xám thông thái này. Chữ xanh và chữ trắng. Chữ xanh và chữ trắng. Đây em chi vô hình. Chữ xanh và chữ trắng. Chị nào lấy chữ chút chữ luôn dùng nguyên nhé. Tương tác lên luôn dùng nguyên chị em mình ơi. Chấm tương tác luôn dùng nguyên nhé. Chữ xanh cho chị Minh Phương. À Minh Phượng. Xanh cho chị Minh Phượng. Chữ trắng. Chị nào lấy chữ trắng chút chữ trắng dùng nguyên này. Chữ xanh hết nha. Comment mã chữ trắng và chữ xám hai cái thôi, còn hai cái chị nào chưa có thì lên. Chữ xanh hết rồi. Chị em mình lấy một màu xanh. Lên giúp nguyên mã này là mã chữ trắng và chữ xám còn hai cái. Rồi lên cho mã LV. Comment mã LV đây có đen này chị Diệu Trâm Trần. LV đen đây nè. Comment mã LV luôn dùng nguyên này. 49k nha. Chút LV dùng nguyên. Đây này chị Diệu Trâm Trần lấy LV, chút LV dùng nguyên. LV 49. Ai chưa có LV comment LV 49. LV đen, LV xám, LV xanh lạ. Xanh lạ đẹp. Đen nè, xám nè. Xanh lạ nè. Chị nào lấy LV, chút LV luôn dùng nguyên. Comment mã LV nhé. LV kèm màu, LV đen, LV xanh lạ, LV xám. Rồi những con mà chị em mình không chút thì phí lắm. LV đen cho Phan Bảo Ngọc. LV xanh cho Minh Phương Lê. Phan Bảo Ngọc. Xanh Minh Phương Lê ở đâu mình không thấy luôn á hiện. LV đen cho Diệu Tâm Trà. Được chị ơi, vô tư. Vô tư nha. Rồi còn xanh còn xám. Còn xanh này. Xanh lạ là đẹp này. Ai lấy xanh lạ chút xanh lạ luôn dùng nguyên 49. Xanh lạ nè, nâu nè, 49k hết nhé. Xanh lạ cái những cái con này thì nam nữ đều mang được hết, vô ích ta. Xanh cho Thùy Trâm nè, xanh cho Thùy Trâm nè, xanh Thùy Trâm nè.
nâu cho chị Thái Bảo Ngọc, nâu Thái Bảo Ngọc này. Ok, rồi lên luôn những mã tim kèm màu, tim đỏ thôi, tim này xinh. Còn tim nhá, ai lấy tim chút tim luôn dùng nguyên, comment mã tim đỏ, đẹp chưa? Chút tim lên giúp Nguyên nhá, comment mã tim 49. Comment lên luôn dùng nguyên mã này là mã tim 49 luôn dùng nguyên, tim đỏ nha. Lên tim đỏ 49, chị nào lấy tim đỏ comment mã tim đỏ luôn dùng nguyên. 49k con. Có đỏ đô và đỏ, đỏ đô và đỏ tư. Ai lấy tim chút tim dùng nguyên. Tim hai màu. Có bữa thì lên cái tim này không có hàng. Đợt trước lên cái mã tim này không có hàng. 40 60 trẻ mình mang ok, tim đỏ cho Thùy Trâm. Tim đỏ cho Thùy Trâm. Tim đỏ cho Linh Linh. Tim đỏ cho Linh Linh. Còn một cái đỏ tư. Còn một đỏ tư, chị nào lấy đỏ tư comment đỏ tư luôn dùng nguyên. Ship. Chị à, đi đi quận à, đi đi tỉnh á là 30, còn nội thành Đà Nẵng là 10 nhá. Mình còn mỗi màu đỏ tư thôi. Chị nào lấy đỏ tư chút đỏ tư luôn dùng. Comment mã đỏ tư nhá. Cái này chị Minh Phương Lê lấy không? Còn đỏ này thôi. Còn đỏ này hết đỏ đô rồi. Chị ok thì em chuyển nha. Còn một đỏ tư, chị nào lấy đỏ tư chút đỏ tư dùng nguyên này. Và hết đỏ đô nha. Hết đỏ đô còn đỏ tươi thôi. Chị nào lấy chốt. Rồi lên luôn chung mã N này, này còn được 3 con. Lên luôn dùng nguyên mã này là mã N. N kèm màu gạch mã N. Ai lấy N chút N. Cái này có up lên trang cá nhân. Tin cái mã này có up lên trang cá nhân à. Từ từ có áo phôm dài 37 không chị? Phôm dài, cái này dài nhất rồi. Dài như thế này chứ dài như thế nào nữa. Dài như thế này thôi. Không có dài hơn nha. Lên luôn những mã này mã N kèm màu. N kèm màu luôn dùng nguyên này. Chị ơi, Đà Nẵng là 15.000. Đi tỉnh là 30, Nẵng là 15.000, tỉnh đi đâu cũng là 30.000 hết. Sát vô điện bàn cũng 30.000, Tam Kỳ cũng 30.000. Mà vô tông trong tới trong Cà Mau hoặc ra tới ngoài Bắc Giang cũng từng đó tiền hết. Nha, người ta thu đồng giá rồi. Rồi lên cho mã này nè. Cái này màu gạch đấy chị Hồ Ninh ơi, cho chị Hồ Ninh màu gạch. Màu gạch đấy, màu gạch nè, màu xanh thang này. Màu đỏ đô ba cái cho cái mã N. N nè. Màu đó màu gạch chứ không phải màu hồng đâu. Xanh thang, đẹp chưa? Rồi lạ này chị em mình mua. Chị nào mà đã có những cái con quần ngố ấy, mua cái này phối sách ngố lên rất là đẹp luôn. 49.000 con này, nó quá rẻ. Và hàng này là hàng Trung Thái nhé, bao chắc luôn cho chị em mình luôn. Hàng mà hàng thun có tông tàu không đẹp bằng con này. Con nói thật sự luôn. Bán các loại áo thun thì thun Thái là sướng nhất, chắc sướng nhất. Đỏ hồi nãy cho chị Minh Phương Lê đấy. Đỏ hồi nãy cho chị Minh Phương Lê đi. Các loại thun thì là Nguyên thấy nờ gạch hết rồi chị ơi. Còn nờ đỏ đô phôm vừa cái này em không. Các loại thun thì thun Thái là mang sướng nhất. Sang cho chị Sương Thu. Cho chị Sương Thu con này. Cho con đỏ, đỏ đô. Đây nè con đỏ đô này. Còn một con đỏ đô này. Ai lấy đỏ đô comment đỏ đô luôn dùng nguyên. Chút đỏ đô luôn dùng nguyên nhá. N đỏ đô. Lên mã N đỏ đô luôn dùng nguyên. N đỏ đô 49 hết mã N này. N đỏ đô 49. Ai lấy N đỏ đô comment mã N đỏ đô dùng nguyên. N đỏ đô nhá. Gạch hết rồi. Comment mã đỏ đô. Đỏ đô cho Quy Phan. Đỏ đô cho Quy Phan. Rồi lên chung mã này là mã chữ vàng. Chữ vàng này còn được có con. Phải không? Mã chữ này mình hết đúng không? Các bạn mã này lên luôn dưỡng mã chữ vàng luôn dùng nguyên. Chữ vàng 49 Phương Thái. Sắp hết rồi. Ai lấy chữ vàng chút chữ vàng luôn dùng nguyên. Comment mã chữ vàng cho lên mã này. Mã này đi. Rồi lên luôn dưỡng mã này. Mã Doraemon 49. Doraemon 49. Doraemon 49k. Ai lấy Doraemon chút Doraemon luôn dùng nguyên. Doraemon này như là có được có đúng con thôi. Có mỗi một con Doraemon thôi, chị nào lấy Doraemon chút Doraemon luôn dùng nguyên này. 49k nhá. Một con Doraemon. Chữ vàng cho chị Thùy Trâm. Chữ vàng cho Thùy Trâm. Chữ vàng này ấy, cho chị Thùy Trâm dùng nguyên này. Cho Thùy Trâm. Đỏ đô hết rồi chị Minh Phương Lê ơi. Chị nào lấy cái này lên trong mã này là mã Doraemon luôn dùng nguyên. Doraemon nhá, một con thôi. Ai lấy Doraemon chút Doraemon 49 không dùng nguyên form thì em từ 40 60 chị em mình chút đẹp. Từ 40 đến 60.
nha. Rồi còn BB đó chị em mình nè, còn sót mấy con BB đỏ đô này chị Doraemon cho chị Thảo Nguyễn đi, cho chị Thảo Nguyễn, cho chị Thảo Nguyễn đỏ đô này cho chị Minh Phương Lê nhé, cho chị Minh Phương Lê con này. Rồi lên chung mã B xanh và B vàng. B giống như Nguyên đang mang, B xanh và B vàng. B xanh và B vàng, cái này còn được hai con. Ai lấy mã B chút mã B luôn dùng Nguyên nhé. B xanh và B vàng từ 40 đến 60 là trẻ mình đâu. Ok con này hết. Hai con thôi, con này xinh này. Cần mở ra đây là trẻ mình đó. Y con Nguyên đang mang đó. B xanh cho chị Tuyết Nga. B xanh cho Tuyết Nga. Còn B vàng Y Nguyên đang mang. Còn B vàng nha, chị nào lấy B vàng chút B vàng dùng Nguyên. B xanh một con, B vàng một con, B xanh cho chị Tuyết Nga rồi. Lên B vàng dùng Nguyên này. B vàng 49 nhé, còn một con B vàng thôi. Ai lấy B vàng chút B vàng luôn dùng Nguyên. Ôi có BB trắng này. Một con BB trắng này. Lên BB trắng dùng Nguyên. Đúng một con BB trắng thôi. Ai lấy BB trắng chút BB trắng luôn dùng Nguyên này. 49k nha chị ơi. Chị nào lấy cái này lên chung mã BB trắng 49k thôi thái. Một BB trắng BB vàng. Rồi nè. Tiếp luôn cho chị em mình mã này là mã nơn. Còn mã D này còn. Còn hai mã nữa là hết. Phiêu ít thế. Tương tác lên xíu đi chị em mình ơi. Chấm 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 lên nè. Chia sẻ phát nè. Rồi hai mã nữa là hết thôi thái. Rồi lên lưu giữ mã D xanh ngọc. D xanh ngọc được hai con. Chúc D xanh luôn dùng Nguyên nhé. Lấy cái mã này lên chung mã D xanh ngọc luôn dùng Nguyên 49 xanh ngọc. Đẹp chưa? Hai con xanh ngọc thôi. Thì nào lấy xanh ngọc lên xanh ngọc 49k luôn dùng Nguyên nhé. Xanh ngọc 49k này. Xanh ngọc 49 này. D hồng này. D đen này. D tiên cái màu này phải mở ra cho dễ bạn xem. Cái màu nào không chốt chứ cái màu này lên dễ mình nên chốt thì chắc nó đã lắm luôn. Chắc này y hàng xuất nhập. Con này y chắc hàng xuất nhập luôn. Chị nào lấy cái này lên chuột mã D sáng. 49k D sáng. Thầy nam nữ mang được hết. Riêng con này nam nữ đều mang được. Với cái chữ này, màu này thì nam nữ đều mang được hết. 49k. Chị nào chưa có, xanh ngọc cho chị Thu Thảo Trần. Chị Thu Thảo Trần xanh ngọc. Thu Thảo Trần xanh ngọc. D8 cho chị Ngọc My, cho chị Ngọc My, cho chị Ngọc My D8. Ngọc My D8. Rồi lên luôn cho mã nơ nữa là hết xuân thái, qua mã nhé. Lên luôn cho chị em mình một mã nữa nè, mã nơ nữa là hết xuân thái nè. Chúc mã nơ vàng. Nơ vàng 49k. Chị nào lấy nơ vàng comment mã nơ vàng 49 nhé. Nơ vàng 49 nè. Nơ gạch 49 nè. Cô ta chưa? Tranh thủ đi chị em mình ơi. Chúc mã nơ gạch 49 nè. Nơ xanh 49 nè. Nơ đen 49. Rồi, hết thương thái đấy. Chị nào chưa có thì lên nha. Cái bao này là bao chi vậy chị? Bao hàng hòn à? Bao hàng hòn này chị? Đâu rồi, nơ vàng cho Trinh Trinh. Nơ gạch cho Thu Thảo Trần. Vàng Trinh Trinh gạch Thu Thảo Trần. Gạch Thu Thảo Trần. Gạch còn ha. Gạch còn ha. Hết rồi, còn nơ xanh thôi chị em mình ơi. Còn nơ xanh thôi nha. Hết nha. Con này phong vừa nè. Con trẻ mình 55-57kg đổ về thôi. Riêng con này 55-57kg đổ về thôi trẻ mình nha. Để ý luôn dùng Nguyên. Cái này 55-57kg đổ về thôi. Lên giúp Nguyên cái mã này. Nơ gạch hết rồi chị Diệu Nguyễn ơi. Hết nơ gạch nha. Nó lai tới 2 giờ chứ. Rồi lên tặng cho chị em mình mã này nè. Comment mã này.
không có trong tàu. Đẹp chưa? 55, 57 ký đổ về là chị em một chút đẹp. 55, 57 ký đổ về chút đẹp. Comment mã này là mã tặng kim sa luôn, dùng nguyên khuôn có tông tàu nha chị em mình ơi. Chút mã kim sa còn 1, 2, 3, 4, 5 con thôi. Lên kim sa luôn dùng nguyên nhá. Khuôn này là khuôn có tông tàu. 55, 57 ký đổ về chắc nó mềm lắm luôn. Mềm nhũn luôn. 45k nốt nha. 5 con thôi. Chị nào lấy cái này lên chung mã kim sa nhá. 5 con kim sa với giá 45k con. Chị em mình còn xem like không? Hay là ngưng nhá. Hay là ngưng nhá. À, toàn cho chị Sương Thu. Cái view ít lắm, lên lại ủng hàng quá. Cho chị Sương Thu con. Chị nào lấy cái này lên chung mã kim sa nè. Kim sa cho Ngọc My nè. Kim sa cho Ngọc My nè. 45k còn 3 con. Còn được 3 con kim sa. Chị nào chưa có kim sa, chút kim sa 45k. Đào chị em mình mua một con ở thương có tông tàu mà kim sa thế này với giá này. Đây là nhà Nguyên bán tặng thôi. Chị nào lấy kim sa, chút kim sa nè. Kim sa cho chị Quy Phan cái nè. Quy Phan cái nè. Quy Phan một cái kim sa nè. Chị nào chưa có kim sa lên luôn dùng Nguyên nhé. Còn hai con. Hai con kim sa nữa là hết. Hai kim sa. Ai chưa có kim sa 45, chút kim sa 45. Riêng vô nhà Nguyên thì áo thun siêu rẻ. Vô nhà Nguyên là áo thun siêu rẻ. Rồi lên lưu giữ mã này là mã tim. Tim trắng được hai, được một con tim trắng. Tim trắng này được một con thôi nè. Con này chị em mình mà gọn người là 60kg chị em vẫn ok. Chút mã này lên chung mã tim trắng. 45k tim trắng. Kim sa cho chị Nguyên Dung. Nguyên Dung. Nguyên Dung có đơn rồi phải. Tim cho chị Sương Thu. Nguyên Dung ơi, lên thông tin cho em đi chị ơi. Lên thông tin đi chị nhá. Cái này cho chị Sương Thu. Cho chị Sương Thu. Rồi lên luôn dùng mã tim vàng. Tim vàng hai con. Lên tim vàng dùng Nguyên nhá. Tim trắng hết rồi chị ơi. Chút mã tim vàng. Comment tim vàng dùng Nguyên. Hai con tim vàng thôi nè. Lên tim vàng giúp Nguyên nhá. Tim vàng 2, 45.000 con, rẻ quá. Hai con tim vàng thôi, chị nào lấy tim vàng, chút tim vàng. 45k tim vàng dùng Nguyên nhé. 45 tim vàng, chị nào chưa có tim vàng, chút tim vàng hai con. Còn tim vàng và tim đen, tim vàng cho chị Ngọc My. Còn đồ bộ mát à, còn chị ơi, em còn 2 giây thôi. Còn mỗi 2 giây thôi. Tim vàng cho chị Ngọc My một cái. Ngọc My một cái, ai chưa có tim vàng, chút tim vàng. Tim vàng, tim đen. Lên tim đen giúp Nguyên nè. Comment lên giúp Nguyên mã này là mã tim đen dùng Nguyên 45k luôn. Giờ view ít thế. Tim vàng cho chị Thảo Nguyễn. Hết tim vàng còn tim đen cho chị Thảo Nguyễn. Còn tim đen nhá. Ai chưa có tim đen, rốt tim đen dùng Nguyên. Chị Thảo Nguyễn có tim vàng rồi. Lên tim đen dùng Nguyên nhá. Chị nào chưa có tim đen, chút tim đen, đen cho chị Sương Thu cả. Cho chị Sương Thu cả. À còn một cái tim vàng chị em mình. Còn một cái tim vàng, còn vàng và đen đấy. Đen cho Ngọc My. Đen Ngọc My, vàng chị Thảo Nguyễn có rồi đúng không? Đen Ngọc My, còn vàng còn đen, còn chừng này con mã tim nữa là hết rồi. Ai lấy mã tim, comment tim luôn dùng 45k, thu này thu có thông tàu. Thu có thông tàu nha. Còn đen còn vàng, rồi lên luôn dùng mã gấu. Gấu này còn mỗi gấu đen thôi. Gấu này Nguyên còn mỗi gấu đen, tim đen Ngọc My có rồi. Tim đen Ngọc My có rồi không? Rồi comment lên giúp Nguyên mã này là mã gấu. Gấu đen. Chắc đã không? Đấy, chị nào lấy gấu trước gấu luôn dùng Nguyên 45k gấu. 45k gấu nha, chị nào chưa có gấu lên gấu luôn dùng Nguyên 45. Lên gấu 45 nha chị em mình ơi. Gấu đen, gấu đen, gấu đen, chị nào chưa có gấu. Chút gấu 45k dùng Nguyên. Được chưa? Lên nữa không chị em mình ơi. Lên cái gì lên rồi lên một ít. Gấu đen cho Ngọc My. Gấu đen cho Thu Thảo Trần. Ê Thi Thi này, Thi Thi khác à. Thi Thi yên ngắn này, Thi Thi khác à. Thi Thi yên ngắn mà. Thi Thi kia thấy hình như hình đại diện màu xanh mà. Thi Thi yên ngắn này. Thi Thi yên ngắn này. Ai nè. Đồ bộ quần dài nó còn không. Đồ bộ quần dài là đồ chi tán.
Đồ chứ mà quần dài ta. Rồi chị nào chưa có gấu comment gấu, có một con gấu xám này nè. Một con gấu xám 45k gấu xám. Chị nào chưa có gấu xám thì lên. Cho lên hẳn cái bộ tặng mẹ hàng đẹp nữa. À để tối, view cao ở đây, giờ lên mất công. Một con gấu xám để view cao ở đây. Còn view ít nữa. Lên gấu xám nha Nguyên. Mấy cái cặp đây là hàng xã hết á chị. Đấy, hàng về đó à. Gọi cho chị Minh Phương Lê, chị Minh Phương Lê không được. Kêu của chị Bình Hòa chứ không phải của chị. Thôi nó vào xã rồi. Còn quần đùi riêng chị ơi, em đang có quần đùi riêng. Đang có quần đùi riêng. Đen chi đó chị Xuân Thu à. Anh nhưng mà view kém như thế này. View ít quá. Cái này đang còn mấy con tặng cho chị em mình luôn. Trời ơi. Đây đó. Em phải xỏ thôi. Còn mấy con. Bán tặng cho chị em mình hai lớp hết nha. Hai lớp nha. Để xỏ qua thử này. Đứng còn cái con này. Em mang thử cho chị em xem luôn. Cỡ hả? Để mang thử cho chị em mình con này thử. Con này thử được không? Tươi cái màu vàng mà lại thấy màu vàng nữa. Chả thấy ai nói năng gì hết. Tim đen hồi nãy rồi. Ok chị ạ. Cái này 48kg độ về thôi. Tim con váy này 48kg độ về thôi nhá. Con kéo không lên. Cái mông là không lên. 48 độ về. Cái này nè. Ở dưới là dặn đuôi cá như thế này. Nhưng mà hàng hai lớp này. Chị em mình tranh thủ phát con này. Nó đẹp quá. Nguyên mà mang từ trên. Từ trên kéo xuống là chắc vừa. Từ trang kéo xuống chắc vừa. Từng này con lên luôn dùng nguyên mã này mã tặng mấy. Toàn bộ là hàng đẹp hết chị em mình nhìn. Ở trong này toàn bộ là hai lớp hết nè. Hai lớp hết nha. Lên luôn dùng mã này là mã tặng 75k đi. 5 con thôi. 5 con thôi chị nào mà nhỏ con tranh thủ phát thôi. Ngưng đi chị em mình này. Nó bị ít này làm biếng like lắm. Nha ngưng nhá hàng chị em mình like tối. Nha chị nào lấy cái này lên chân mã tặng 75 chút 45 đổ về là chút 48 cái đổ về là chút đẹp. Xong ngưng like nha chị em mình ơi. Hàng chị em mình tối nha chứ còn giờ review kém quá. Mô tô cái chi đấy. Cái chi mô tô. Bye bye chị em mình luôn hè. Hai máy mà máy có hai mỗi máy có hai máy kêu 75 cho chị Nguyễn Hiền luôn. Đẹp lắm luôn con đẹp 75k. Đúng giá bán tặng luôn. 75 cho chị Nguyễn Hiền Lương con. Nguyễn Hiền Lương một con. Rồi ok. Ngưng like nha chị em mình đó. Cái ba chị em mình luôn nhé. Chị em mình đó. Ngưng con. Cho chị Nguyễn Hiền Lương. Đẹp lắm chị. Nhưng mà hôm nhỏ rồi. 48 độ về là mang đẹp. Con này đẹp lắm luôn. Cho chị Nguyễn Hiền Lương nè. Con váy này chị em mình đi đâu mua được cái giá 75.000 trọng. Hai lớp hết nha. À không, giống cái con hồi nãy rồi. Con hồi nãy mới hai lớp. Đây nè, à hai lớp đây nè. Quần đen mất ghi 55 để ổ lại hả, để mới coi. Đây nè. Tặng lanh mẹ hả. Trong lên luôn cọc lanh mẹ. Ai đăng ái để đi đơn luôn, khỏi trời tối. Trong cọc thôi.
cho chị Hương Hương lương cái nữa. Hương lương cái bằng 75. Không vừa đó chị Thảo Quỳnh buồn. Mong em kéo không lên. Cả trên thì có được, thể được nhưng mà em... Đây này chị lấy chút luôn. Chị lấy chút luôn nhá. Thôi phải chờ tối. Xe 60, hàng xe đại. Xe đại ngang với xe 5X ấy. Đẹp lắm luôn ấy, cái này về bao nhiêu đời cũng hết ấy. Cái này còn tầm khoảng 50 bộ và cái này chị em mình không chọn màu. Toàn bộ là màu nhã nhã như thế này thôi. Không chọn màu nhá. Quần là quần sới như này. 60kg vặn màu ok. 60kg vặn màu ok. Len luôn, nhiều mã này là mã 79. Cảm ơn mã này là mã 79 luôn, dùng nguyên nhiều màu. Trước mã 79 nhá. Cảm ơn mã 79 luôn, dùng nguyên toàn là màu đẹp hết. Được chưa? 65 không vừa đâu. Chút 60 thôi. Cảm ơn mã cặn này. Đấy, chị nào chưa có thì lên. Xong like như chị em mình nhé. Để tối rồi like. Phải chính cho chị Hà cần. Lấy mấy bộ chốt nhé. Bộ này hàng bán 86. Hàng 86. Đây này muốn xỏ sơ cho chị em mình thấy cho nhé. Xỏ sơ thôi. Cho chị em mình nhìn cái form. Mã này là mã 79 cho nguyên chị Hà Trần ơi. Lấy mấy bộ chốt mấy bộ nhé. Đây này. Chị em mình nhìn con quần. Không chọn nha. Cái màu nào nó cũng đẹp hết. Đây này. Nó to cỡ này nè. Đấy. Được chưa? Đấy, đi làm mà làm bà xui được chưa? Đi làm xui được chưa? Có chị Hà Trần với chị gì đấy? Đi Nguyễn Hành Bác. Rồi ok. Ngưng like cho chị em mình ơi. Có, em có nhưng mà giờ nó còn cá hai cái vậy. Rồi ok, tắt like nha chị em mình ơi. 79k cho chị Thảo Quỳnh bùi bụi. Rồi đi ngưng like đi nhá chị em mình nha. Còn cái này tối mình sẽ lên chi tiết từng bộ cho chị em mình luôn. Đẹp lắm cái bộ này, sao ngưng like nhá. Cắt like nha. Mà cần phụ hợp chị. À, bộ trần phú là chị Thảo Quỳnh bùi đó hả? Đây là đường Thảo Quỳnh mới à. Rồi ok, bye bye chị em mình luôn nha. Tắt like vậy em nhé. Hẹn chị em mình lấy tối nha.